Trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay đấy thì chủ đề của chúng ta là nghiên cứu về miền Trung, và chúng tôi đã rất là vui mừng được mời tiến sĩ Trần Đức Anh Sơn để nói chuyện về chủ đề này. Tiến sĩ Trần Đức Anh Sơn, như các bạn biết đấy, thì cũng là một người miền Trung, nghiên cứu về miền Trung, thì với một cái cách nhìn từ phía trong, từ con người là địa phương đấy, thì chắc chắn là tiến sĩ Trần Đức Anh Sơn có những cái diễn giải, cách nói chuyện riêng, và những cái mối quan tâm của anh Trần Đức Anh Sơn thì rất là rộng, như nhiều các bạn biết, thì từ những cái nghiên cứu về Huế, về triều Nguyễn cho tới những cái nghiên cứu về thú ăn chơi, rồi bản đồ và quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, mảng nghiên cứu thì rất là rộng. Và khi mà là một người nghiên cứu từ miền Trung thì anh Trần Đức Anh Sơn có rất là nhiều những cái quan tâm, cũng như là những cái suy nghĩ trăn trở đối với vấn đề nghiên cứu về miền Trung. Thì ngày hôm nay thì buổi trò chuyện này chúng ta sẽ nói về cái chủ đề là nghiên cứu về miền Trung trong quá khứ, trong hiện tại và trong tương lai. Thì tôi xin mở ngoặc một chút ở đây đấy, là cái vấn đề ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn đến là những cái tỉnh miền Trung ở miền ven biển miền Trung mà thôi. Câu chuyện về Tây Nguyên thì sẽ xin dành để cho một cái cuộc trò chuyện khác. Thì như các bạn biết là duyên hải miền Trung đấy thì đã thu hút cái sự quan tâm của rất nhiều các cái học giả trong và ngoài nước từ nhiều thế kỷ nay, và từ những cái trang ghi chép dọc đường của những cái học giả, rồi những cái nhà ngoại giao, những cái người Anh, người Pháp đã du lịch tới cái miền Trung Việt Nam, cho tới những cái bộ chính sử của triều đình nhà Nguyễn, cho tới những cái nghiên cứu điền dã hồi cố gần đây, thì cái nghiên cứu về miền Trung lại là một cái mảnh đất rất là đa dạng và rất là giàu văn hóa, thì đã thu hút rất là nhiều cái sự quan tâm nghiên cứu, về có rất nhiều các chủ đề, rất nhiều những tư liệu, rất nhiều những cái hướng tiếp cận trong quá khứ và trong hiện tại, cũng như là trong tương lai còn rất nhiều những cái triển vọng có thể mở ra để nghiên cứu về miền Trung. Thì ngày hôm nay đấy thì chúng tôi rất là có cái duyên được nói chuyện với tiến sĩ Trần Đức Anh Sơn về chủ đề này. Thì đầu tiên đấy là anh Sơn có thể nói cho các bạn độc giả ở đây một chút về cái vấn đề nghiên cứu miền Trung trong lịch sử, tức là các tác giả, các công trình tiêu biểu từ trước tới nay, rồi những ai đã là người mà viết về miền Trung sớm nhất, những cái nguồn tư liệu sớm nhất này đấy được ghi chép trong sử sách, những cái quan sát, những cái tranh ảnh minh họa, những cái ký sự dọc đường của những cái người mà đã từng đặt chân tới mảnh đất miền Trung từ vài thế kỷ trước. Thì xin anh có thể chia sẻ một chút về cái nghiên cứu miền Trung trong lịch sử. Xin cảm ơn chị Nguyễn Diệu Hương, tiến sĩ Nguyễn Diệu Hương từ trường Đại học California Irvine, với lại là tiến sĩ Nguyễn Lương Hải Khôi, trường Đại học Oregon. Tôi rất là vinh dự là tham gia cái cuộc trò chuyện với các anh chị và tất cả các quý vị khán thính giả cũng là bạn bè của chúng ta đang tham gia vào cái cuộc trò chuyện qua cái webinar này. Thì trước hết là tôi cũng xin nói qua một vài cái ngắn gọn vì sao mà tôi quan tâm nhiều vấn đề như chị Hương chị đã trình bày lần đầu. Lý do là tôi chuyển công việc rất là nhiều lần và mỗi lần chuyển công việc á, thì được cấp trên giao một nhiệm vụ nghiên cứu khác nhau, và vì vậy cho nên buộc tôi phải nghiên cứu theo cái diện rất là nhiều nhiều cái lĩnh vực. Ví dụ như khi làm ở hướng dẫn viên của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế từ 1990 đến 1993, tôi phải đọc sử nhà Nguyễn để mà chuẩn bị cho các cái bài thuyết minh của mình và văn hóa. Sau đó thì khi chuyển ra làm bảo tàng, từ phó giám đốc lên giám đốc bảo tàng, tôi phải chuyển qua nghiên cứu lĩnh vực khảo cổ học, lĩnh vực bảo tàng học và hàng nôm, và để phục vụ cho cái công việc nghiên cứu và làm cái công việc chuyên môn kể như cộng lý tại bảo tàng. Rồi sau đó khi làm một thời gian đi làm nghiên cứu sinh thì tôi lại làm đề tài về gốm, cho nên chúng tôi buộc phải nghiên cứu về gốm. Mà gốm Việt Nam thì nó đặt trong cái dòng chảy chung của cả cái gốm của khu vực Đông Bắc Á, cho nên tôi buộc phải nghiên cứu gốm Trung Quốc, gốm Nhật Bản, gốm Đại Hàn. Thì đó là những cái nhằm để làm cái so sánh. Rồi khi hết làm việc ở tại Huế, tôi vô Đà Nẵng, thì Đà Nẵng là cái phần rất quan trọng của họ là cái phần về Hoàng Sa, vì huyện Hoàng Sa vẫn coi là thuộc thành phố Đà Nẵng, và nói như một cái nhà sử học ở Đà Nẵng là thạc sĩ Bùi Văn Tiến, thì đó là cái phần lãnh thổ thiêng liêng vẫn đang còn bị ngoại bang chiếm đóng. Cho nên là họ giao tôi nhiệm vụ là xây dựng một cái phong tư liệu về chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Mình chúng ta không thể tách riêng cái phần Hoàng Sa, cho nên tôi buộc phải nghiên cứu thêm cả phần Trường Sa. Vì đó là những cái lý do.
Rồi trong quá trình đó thì chúng tôi được giao nhiệm vụ là làm cái nghiên cứu ở trong cái viện của chúng tôi là cái viện làm với miền Trung và Tây Nguyên. Cho chúng tôi phải đi cả 10 tỉnh miền Trung và một số tỉnh ở Tây Nguyên để nghiên cứu. Vì vậy cho nên là cái diện nó rộng ra như vậy. Thành thực ra khi tiến sĩ Nguyễn Chí Hương mời tôi tham gia chương trình này thì tôi nghĩ tôi có biết một chút ít về các vấn đề nghiên cứu ở tại miền Trung, từ sử liệu, từ các cái vấn đề là những cái người nghiên cứu thế hệ trước, các thế hệ đang làm, cũng như là các cái vấn đề mà đặt ra trong quá trình chúng tôi đi điền giải khắp các cái giải đất miền Trung này. Thì tôi thấy cái vấn đề mà có thể suy nghĩ, có thể trao đổi được với các bạn thì chúng tôi trao đổi, cũng như là chúng tôi cũng nhận ra là những cái hạn chế, những cái rào cản mà sau này phần sau thì chúng ta sẽ nói mà có thể khiến cho chúng ta hơi khó khăn trong cái vấn đề và phải tìm cách vượt qua những cái rào cản đó chúng ta nghiên cứu được. Bây giờ trở lại với câu hỏi đầu tiên của chị Hương là những cái nguồn tư liệu nào và ai là người nghiên cứu sớm nhất về miền Trung. Thì như chúng tôi được biết thì nếu như chúng ta chia ra các lớp lang của cái nguồn sử liệu liên quan tới khu vực miền Trung, ở đây trong cái phần ngày hôm nay tôi nói chủ yếu là từ cái phần từ Quảng Trị trở vô tới Bình Thuận. Tuy nhiên tôi cũng sẽ có thêm cập nhật một số thông tin về cái vùng từ Quảng Bình trở ra Thanh Hóa với những hiểu biết của chúng tôi. Trong quá trình đi làm thì có giao lưu với các anh chị ở trong khu vực đó, chúng tôi cũng có thêm một số thông tin tôi sẽ chia sẻ. Thế thì theo chúng tôi được biết, một trong những cái tài liệu sớm nhất mà có những dòng có nhắc tới về miền Trung đó là dư địa chỉ của Nguyễn Trãi. Thì ông ta Nguyễn Trãi viết rất nhiều về vấn đề và không theo một cái thứ từ lớp lang nào giống như cái cách mà chúng ta viết địa chỉ hiện nay. Tuy nhiên vẫn tìm được trong những đó dòng ít ỏi nói về các cái tài nguyên, nói về các cái thổ sản ở cái xứ Thung Hóa, và nói về giếng cách ở cái khu vực phía nam của nước Đại Việt. Cho nên chúng tôi cũng nhắc ra đó được một số thông tin thì tôi có thể xếp đó là cái tài liệu sớm nhất. Và sau đó thì chúng tôi tiếp cận một cái tài liệu mà những người nghiên cứu ở Huế như chúng tôi đều phải quan tâm, đó là cái quyển Ô Châu Cần Lục của Dương Văn An, tức là ông Nhuận Sắc tập thành vào khoảng năm 1555. Trong đó chủ yếu đề cập đến vùng đất là của Quảng Trị và Thừa Thiên bây giờ, thì làng xã vấn đề rồi con người, rất là nhiều thứ ở trong cái đó, với các cái bản mà còn lưu trữ ở tại Viện Hàn Nôm thì chúng tôi cũng đã thấy ra là có khoảng 6 quyển. Thì ông đề cập rất nhiều vấn đề tứ đồ tổng quát ở khu vực mà ngày nay bây giờ là từ Nam Quảng Bình mà cho tới Thừa Thiên. Và cái quyển thứ ba, người thứ ba nguồn tư liệu chúng tôi cho rằng vô cùng quan trọng đối với những ai mà muốn nghiên cứu về khu vực miền Trung, đó là cái quyển Phụ Biên Tạp Lục của Lê Quý Đôn. Thì ông Lê Quý Đôn ông có một thời kỳ ông vô theo chân của chúa Trịnh cung Trịnh vào ở Thuận Hóa, và ông ở Thuận Hóa trong 10 năm, cho nên ông đã tập hợp được các cái nguồn sử liệu của nhà chúa Nguyễn mà để lưu lại đến đất Thuận Hóa, và từ đó thì ông biên tập lại, biên soạn, và vì vậy ông đã viết được một cái quyển gọi là Phụ Biên Tạp Lục, tức là ghi chép hầu hết những cái thông tin quan trọng về kinh tế và xã hội của Việt Nam và trong cái thế kỷ 17, 18 đến cái giai đoạn mà ông trước giai đoạn ông sống một chút. Và đây là một cái kho tư liệu mà tôi cho rằng là đầy đủ nhất, sớm nhất về cái miền Trung. Cái tư liệu thứ ba mà thứ tư mà chúng tôi cũng rất là quan tâm đó là cái quyển của Nguyễn Huy Quýnh, Quảng Thuận Đạo Sử Tập. Ông cái quyển này là nó là việc trong cái khoảng thời gian từ 1775 cho tới 1785, và khi này là ông đang tham gia Nam Chinh và tham dự cái chức quan là đốc thị Thuận Quảng, đây đốc học chính kiêm lý lương hưởng ở Thuận Hóa. Vì vậy ông đã biên tập và ông đã viết được rất cái nhiều cái vấn đề này. Giá trị của tập sách này là giúp cho chúng ta hình ảnh nghiên cứu về núi non sông ngòi rồi các cái vấn đề ở cái hai vùng Thuận Quảng, Thuận Hóa và Quảng Nam. Thì đây là những trong những cái tài liệu sớm, trong đó có đề cập đến các cái bãi cát vàng, Cù Lao Rẻ, những cái nơi mà người người Việt và cái cư dân bản địa ở tại miền Trung lúc đó ở vùng miền Trung đã đi ra khai chiếm chiếm hữu và đã đề cập trong cái tài liệu này. Tôi cho rằng đây là một cái nguồn tài liệu rất là sớm. Như vậy là cùng với dư địa chỉ Ô Châu Cần Lục, Phụ Biên Tạp Lục và thì Quảng Thuận Đạo Sử Tập là bốn cái nguồn sử đầu tiên mà tôi nghĩ rằng là việc sớm nhất về miền Trung là chúng tôi được biết. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có quan tâm đến một tài liệu nữa, đó là cái quyển Hải Ngoại Kỹ Sử của Thích Đại Sáng. Thích Đại Sáng là một cái nhà sư người ở Quảng Đông ở Trung Hoa và được chúa Nguyễn Phúc Chu mời tới sang Việt Nam để hoằng đạo, và trong giai đoạn 1675 1725
Thời kỳ của Trung Phúc Chú thì ông đã qua và ông đã chứng kiến được rất nhiều cái vấn đề ở tại miền Trung, và ông đã viết lại phản ánh rất là kỹ. Tuy là một cái theo kiểu từ sử biên niên ký, nhưng những cái trang viết của ông á, thì nó lại lộ ra những cái thông tin về đời sống cư dân, quan chế, tôn giáo. Và sau này tôi thấy rất nhiều nhà nghiên cứu lộ lạc của khu vực như là Trần Kinh Hòa, hay là những cái nhà nghiên cứu hiện nay như là Charles Ruler hay là Nguyễn Tự Cường, thì cũng đã căn cứ vào những cái này để lần mò chấp nối những cái vấn đề về Phật giáo ở miền Trung. Thì cho nên là cái tác phẩm này tôi cho rằng là rất là đáng quan tâm, đáng lưu ý, mặc dù nó là của một người ngoại quốc. Ngoài ra thì trong quá trình nghiên cứu thì chúng tôi cũng có đi tìm các cái tư liệu cổ, và tôi qua ở Đông Dương Văn Khố, ở Tojobunko ở tại Tokyo, thì chúng tôi cũng đã tìm được những cái tập bản đồ, trong đó có các cái tập bản đồ có cung cấp các cái thông tin quan trọng về cái khu vực miền Trung, ví dụ như là Hồng Đức bản đồ. Trong Hồng Đức bản đồ nó có 5 tập, thì có cái tập số 2 và cái tập số 3 là cái tập toàn tập Thiên Nam Tứ Chí Lỗ Đồ Thư của Đỗ Bá, người ở Nghệ An viết, và cái tập gọi là biên soạn soạn vẽ, và một cái tập nữa là Giáp Ngò Niêm Bình Nam Đồ của Đoàn Cùng Công Bùi Thế Đạt. Thì ngoài những cái bản đồ thì họ có cả cái chú dẫn ở trên các cái hình vẽ, và thì nó cũng cung cấp một số thông tin về diễn cách địa lý và những cái đó để chúng ta hiểu thêm về miền Trung. Thậm chí nó còn có vạch ra những cái tổ chức của thời Chúa Nguyễn và cho người đi ra khai thác ở ngoài Cù Lao Chàm, ở ngoài Hoàng Sa, vân vân, Cù Lao Rẻ, rồi tất cả những thứ đó. Thì tôi cho rằng đây là những cái nguồn mà chúng tôi cho rằng là nền tảng và những người sớm nhất mà chúng ta quan tâm khi muốn muốn nghiên cứu về miền Trung. Cái phần thứ hai mà chúng tôi cũng để ý đó là phần tư liệu của người nước ngoài mà chúng tôi quan tâm, đến là tư liệu của người phương Tây và của người Nhật Bản. Thì trong quá trình làm đề tài về phong tư liệu Hoàng Sa, tôi đã kiếm được 102 cái tác phẩm của phương Tây có liên quan tới vấn đề Hoàng Sa. Và trong đi lần vô cái đó thì chúng tôi thấy họ viết rất nhiều về miền Trung. 102 tác phẩm đó được viết bằng bằng bảy thứ tiếng, là tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Hà Lan, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Ý. Trong đó tiếng Pháp và tiếng Ý là viết nhiều nhất, và sau đó là tiếng Anh. Thì những cái này chúng tôi đã có công bố, đã có list và đã có tóm lược nội dung của những cái đó, thậm chí có những cái trích đoạn có liên quan tới Hoàng Sa Trường Sa, trích đoạn liên quan tới cái vấn đề chủ quyền và lãnh thổ ở đằng trong trong cái thế kỷ 16, 17, 18 và đầu thế kỷ 19. Thì những tư liệu này tôi cho là một nguồn rất là quan trọng. Ngoài ra thì chúng tôi cũng quan tâm tới các cái du ký, thì tôi đặc biệt chú ý tới hai cái quyển. Một cái quyển là người ta sau này họ dịch là Sử Đăng Trong năm 1621, mặc dù cái tên lúc đầu thì nó rất là dài, một cái tên bằng tiếng Ý, mà dịch cái nghĩa của nó ra có nghĩa là tường thuật về sứ mạng mới của các cha dòng tên tại Vương quốc Đăng Trong. Cái cuốn này là của Cristoforo Bori. Ông này đã tới đây và ông ở, và ông này được coi là một trong những người mà có công gọi là hoàn thiện chữ quốc ngữ ở tại miền Trung, tức là cái vai trò của chữ quốc ngữ là cha Francisco de Pina, rồi giám mục Alessandro, thì còn có thêm những người Ý như Buzumi, rồi có tất cả những cái người này. Thì trong đó là có cái quyển của Cristoforo Bori cũng đã viết khá nhiều và miêu tả lên cho tới tầm vùng Bình Định. Thì đó là những cái mà chúng tôi cũng cho rằng là nền tảng rất là quý. Hoặc là một cái tài liệu mà chúng tôi đọc được, đó là cái quyển là Hành Trình Đến Đăng Trong, Voyage to Cochinchina, của bà Tước John Barrow xuất bản ở Anh. Và trong đó thì có cái phần minh họa của họa sĩ William Alexander, người vẽ tranh minh họa cho cái quyển sách này, và đã miêu tả rất nhiều cái phong tục tập quán, hình áo quần, trang phục, mà lễ hội, rồi sinh hoạt hạt bồi của cái người dân đang trong lúc bấy giờ. Thì tôi cho đó là những cái nguồn tư liệu sớm và tư liệu quý. Chúng tôi cũng tìm trong này những cái tài liệu cả liên quan tới cả cái việc mà hoạt động ở các thương cảng, rồi việc cấp nước ngọt ở trên các cái cảng của đang trong cho các tàu buôn nước ngoài. Và những cái vấn đề này thì tôi gợi ý là các anh chị nào quan tâm thì có thể đọc trong cái phần tài liệu dẫn của cái quyển luận án tiến sĩ của bà Litana, Sử Đăng Trong thế kỷ 17 18, kinh tế số thế kỷ 17 18. Thì chúng ta sẽ gặp cái phần về sau đó rất nhiều tài liệu phương Tây và tài liệu của Trung Quốc mà bà trích dẫn ở trong đó. Một cái nguồn tài liệu thứ tư trong cái giai đoạn này mà tôi cho rằng là khá quan trọng, đó là tài liệu của người Nhật. Thì tôi có làm với chị Phan Hải Linh ở Đại học Quốc gia Hà Nội một cái đề tài là mối quan hệ giữa Đăng Trong của Việt Nam đối với Nhật Bản, và cái đề tài này do quỹ Sumitomo Foundation tài trợ, và chúng tôi cũng đã đi Nhật để làm cái công việc tìm kiếm tài liệu. Thì trong đó là với sự giúp sức của các giáo sư ở Nhật, ở Đại học Keio, rồi ở Đại học Tokyo, và rất nhiều cái bạn bè đồng nghiệp cũ của tôi khi tôi đang làm
là lưu học sinh ở tại Nhật giai đoạn 1997-1998, thì chúng tôi cũng đã tìm được rất là nhiều, trong đó có những hai cái quyển tài liệu mà tôi cho rằng viết về Việt Nam, viết giai đoạn này tương đối tốt và có nhiều cái cung cấp cái nhìn mới từ cái nhãn quan của người Nhật, đó là cái quyển An Nam Kỷ Lược Cảo và cái quyển An Nam Phiêu Lưu Ký. Quyển An Nam Kỷ Lược Cảo thì do Kondo Yuzo, một cái quan chức của Mạc Phủ Tokugawa viết vào khoảng năm 1795-1797 vào cuối thế kỷ 18. Và cái quyển An Nam Phiêu Lưu Ký thì nó có tới 8 bản chép tay khác nhau và các cái tên khác nhau, trong đó ví dụ như có tên là An Nam Ký, An Nam Phiêu Lưu Ký, An Nam Quốc Phiêu Lưu Ký, rồi An Nam Quốc Phiêu Lưu Ký đó, rồi Nam Biêu Ký, thì tất cả nó cung cấp kèm với hình minh họa những cái tài liệu khá tốt về miền Trung. Tôi cho rằng đó là những cái rất là hay mà chúng ta để ý. Ngoài cái này ra thì chúng tôi cũng quan tâm tới các cái tranh cuồng, về các cái tranh cuồng của Nhật Bản. Ví dụ như có hai cái bức rất là nổi tiếng, hai bức tranh gọi là bức Chaya Shinjoku Kochi Tokozuka, hiện nay thì đang lưu trữ ở tại chùa Jomioji ở tại thành phố Nagoya của Nhật Bản. Thì cũng là tài liệu chúng ta nghiên cứu với cái bức tranh này, tôi cũng có một việc một bài công bố để giải mã những cái vấn đề trong đó, thì chúng ta đã biết ra được một cái cơ chế mà buôn bán qua cửa biển với từ Nhật Bản Nagasaki qua tới Hội An rồi đi ra tiếp kiến với các chúa rồi cái thế tự của chúa ở trong dinh Thanh Chiêm, đúng không? Thì tôi cho rằng đây là những cái gợi ý rất là tốt khi chúng ta nghiên cứu tranh, hoặc là những cái bức tranh vẽ voi mà có tới 4 bức tranh khác nhau, và tiến sĩ Phan Hải Linh ở Đại học Quốc gia Hà Nội rất quan tâm cái này và viết những bài rất hay từ cái An Nam Kỷ Lược Cảo và cái này, và chúng ta biết là một cái nền ngoại thương của Đàn Trong thông qua cái vai trò của thương nhân Trung Quốc để buôn bán voi tới Nhật Bản, và người Nhật quý con voi như thế nào, nên nó liên quan tới cái việc huấn luyện voi để đưa người qua nước ngoài. Chứ đó là những tài liệu mà tôi cho rất là quý trong cái giai đoạn này. Đó là cái nguồn tài liệu thứ hai. Cái nguồn tài liệu thứ ba mà chúng tôi cực kỳ quan trọng quan tâm, và đó là cái nguồn tài liệu của chính sử của nhà Nguyễn. Thì có những cái bộ sử của nhà Nguyễn đã được Quốc sử quán Triều Nguyễn, ví dụ như là khâm định việc sử thống giảng cương mục, rồi là cái tập Đại Nam Nhất Thống Chí, Đại Nam Thực Lục. Cái văn hóa, cái lịch sử của đất nước thì nó nằm ở trong cái những cái sách sử của nhà Nguyễn. Thì cái này thì đây là một cái công lao rất lớn của Vương Triều Nguyễn. Thì chúng ta biết năm 1811 vua Gia Long đã ra một cái chỉ dụ là yêu cầu tất cả các địa phương đến toàn quốc thu thập tất cả các tư liệu của các triều đại trước đây đem nộp lên và sẽ được thưởng, sau đó họ chuyển về kinh để xây dựng một cái cơ sở dữ liệu ban đầu. Và tiếp theo là đến năm 1820 vua Minh Mạng lại ra một lần tương tự như vậy. Nhờ vậy là các cái nguồn tài liệu còn sót lại trong từ các triều đại trước đã được gom về Huế và họ được tổ chức, họ quản lý. Giữa thời nhà Nguyễn là có tới 6 cái thư viện khác nhau và họ quản lý cái vấn đề này. Và trong đó là có thư viện Tù Khuê, thư viện Nội Các, rồi thư viện của Quốc sử quán, rồi Tàng Thơ Lâu, rồi thư viện Bảo Đại, vân vân. Thì đó là một cái tập thành rất nhiều tài liệu mà nếu như ai muốn nghiên cứu về nhà Nguyễn, nghiên cứu Vân Trung thì phải tiếp cận các bộ sử này. Trong đó đối với cái vấn đề miền Trung thì tôi cho rằng là cái bộ Đại Nam Nhất Thống Chí có hai cái bản, một cái bản thời Tứ Đức in vào khoảng năm 1858 và một cái bản thời Duy Tân là in vào đầu thế kỷ 20. Và thì những cái bản này là cung cấp rất nhiều cái tài liệu, thì tôi cho đó là nguồn sử liệu rất là quý. Chúng ta sẽ trở lại vấn đề sau về cái vấn đề về cả cái thư viện ở nhà Nguyễn. Thì những cái nguồn tư liệu này là những nguồn mà tư liệu tôi cho là chính thống mà chúng ta có thể học được rất nhiều thông tin, vì nhà Nguyễn có một cái bộ máy quốc sử quán họ làm việc tới 30 người, thư viện Nội Các làm việc tới 20 người. Họ biến soạn hết tất cả những cái vấn đề này và họ cung cấp ra một cái nhìn. Tất nhiên những cái gì liên quan tới nhà Tây Sơn thì họ hủy bỏ, nó không chính xác, thì chúng ta sẽ tìm trong nguồn sử liệu Tây Sơn và chúng ta sẽ đề cập ở cái phần sau trong cái cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Ngoài cái nguồn tài liệu này ra thì chúng ta sẽ có nguồn tài liệu của người Pháp vào đầu thế kỷ 20, khi mà thành lập cái hội đô thành hiệu cổ ở Huế là năm 1913, và sau đó thì 1914 thì họ cho ra đời cái tập san của hội đô thành hiệu cổ, nay phải tắt là chữ BAVH. Thì với xuất bản từ năm 1914 đến năm 1944, khoảng trong vòng 30 năm, khoảng 120 tập. Và chúng tôi hôm qua tôi ngồi tôi đếm thì trong 120 tập để nó có bao nhiêu bài nghiên cứu thì khoảng 440 bài. Và có những bài dài, có những bài ngắn, và đó là một cái kho tàng về cái trí thức về cả miền Trung Việt Nam từ Thanh Hóa, Nghệ An và vô cho tới Ninh Thuận, Bình Thuận, rất là đầy đủ. Tôi cho đây là rất là quý.
Cái thứ hai là một cái tổ chức là trường về Đông Bắc cổ Pháp ra đời sớm hơn đầu thế kỷ 20, và cái tập sáng của họ là tập sáng của viện Đông Bắc cổ Bethel. Thì họ tập sáng này cũng có rất nhiều cái bài nghiên cứu của các cái bậc chuyên gia người Pháp và người Việt vào đầu thế kỷ 20 đã nghiên cứu về khảo cổ học, về văn hóa, về lịch sử, về dân tộc học của cả cái khu vực miền Trung và toàn quốc, trong đó có một phần đáng kể của miền Trung trong những cái tài liệu này. Thì đó cũng là một nguồn sử liệu mà tôi cho là sớm mà chúng ta cần phải nghiên cứu và phải để ý. Và tiếp theo các cái giai đoạn sau này thì chúng ta là có các cái nguồn tư liệu mà thực địa, các cái nguồn tư liệu Hán Nôm ở nó còn lưu giữ ở trên các cái bí ký ở tại Huế và rải rác tại miền Trung. Mà cái loại bí ký, loại hình bí ký này hiện nay đã được rất nhiều có cái bản dọc từ thời người Pháp làm, từ thời trường Đông Bắc cổ, rồi kế tục dưới thời kỳ Việt Nam Cộng Hòa, rồi kế tục bởi các cái nhà nghiên cứu giai đoạn sau này. Trong đó có cả cái bí ký của người Chăm, có cả cái bí ký của người Việt từ Huế mà đi vô tới cả miền tại Ninh Thuận, Bình Thuận và trở ra. Thì những nguồn tư liệu này thì bây giờ có rất nhiều nơi lưu trữ, trong đó có ở tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm, ở tại là cả kho lưu trữ quốc gia 1-2 ở tại Hà Nội, và tại các trung tâm nghiên cứu ở tại Huế, ở tại Nha Trang, ở tại Bình Định, Quảng Nam. Thì đó là những cái nguồn tài liệu mà tôi cho là rất là quan trọng và giai đoạn sớm của khu vực miền Trung mà những người nghiên cứu của chúng ta muốn quan tâm thì cần phải khai thác những cái nguồn tài liệu này. Một cái nguồn tài liệu nữa đó là các công trình nghiên cứu của các thế hệ các nhà nghiên cứu ở tại miền Trung. Tôi nói ví dụ như riêng ở Huế thì người ta chia ra đến bây giờ là có 5 thế hệ nghiên cứu Huế. Thế hệ đầu tiên là thế hệ của những người Pháp có cái môn gọi là môn Huế học do linh mục Leopold Cadier gọi như là người đặt cái nền tảng, với các cái học giả rất là xuất chúng lúc bấy giờ là những người Pháp, trong đó có sự tham gia của cả những cái người Việt làm quan trong triều đình của thời Khải Định và thời Bảo Đại cũng tham gia vào. Rồi tiếp theo là chúng ta có cái thế hệ của những cái người như các cụ Bửu Kế, rồi của các thầy dạy ở miền Nam, linh mục Cao Văn Luận, những cái người ở Viện Đại học Huế, rồi những cái người ở Viện Đại học Sài Gòn, khi họ chủ trương cái quyển Việt Nam khảo cổ tập sáng thì họ cũng đã công bố những cái bài viết về Huế, về miền Trung trên cái tập sáng này. Và cho nên đó là một nguồn tài liệu rất là quý. Rồi đến thế hệ thứ ba, thế hệ của những người như là chú Phan Thuận An, rồi ông Đắc Xuân, rồi Hồ Tấn Phan, vân vân, Hoàng Phụ Ngọc Tường là cũng có những cái nghiên cứu, đặc biệt là sự đóng góp rất lớn của nhà sử học Phan Thuận An và cung cấp rất nhiều cái tài liệu đáng tin cậy mà sau này thế hệ trẻ chúng tôi là phải dựa vào đó để nghiên cứu. Rồi thế hệ thứ tư của người nghiên cứu như tôi, nhân Phan Thanh Hải, nhân Phượng Hải Trung, Trần Đình Hằng, phân viện ở Huế, thì cũng tập trung những cái nguồn tài liệu này. Thế đó là những cái công bố và có thể là hướng tham khảo cho các anh chị nếu như muốn nghiên cứu về Huế. Còn muốn nghiên cứu về sâu xa hơn ở trong giai đoạn này của miền Nam Trung Bộ thì chúng ta có các cái công trình nghiên cứu của những nhà nghiên cứu như là Nguyễn Văn Xuân ở tại Quảng Nam, rồi như là Nguyễn Bội Liên ở tại Quảng Nam, hoặc là Trương Duy ở tại Đà Nẵng, rồi là Nguyễn Sinh Duy, rồi đi vô trong kia thì chúng ta có những cái tài liệu để lại các cái khảo cứu được đây của Quách Tấn, rồi của những cái người tài chỉ đại trường cũng nghiên cứu về khu vực phong tục thờ cúng văn hóa tín ngưỡng ở rất nhiều khu vực này. Thì khu vực miền Trung này và của người như Nguyễn Đình Trúc ở tại Phú Yên, thì đó là những cái công như là Trần Nguyên Ân, những cái công trình nghiên cứu của họ, họ đã vẽ ra một cái gọi là cái nghiên cứu tương đối đa diện và là kiến đổi nền tảng để cho thế hệ sau chúng ta có thể khai thác và đứng lên trên những cái tác phẩm đó để triển khai các cái hướng nghiên cứu khác ra để mà làm. Thì đó là một cái trình bày sơ lược về các cái phong tư liệu của miền Trung mà chúng tôi có thể gợi ý được. Chúng nó có thời gian chúng tôi sẽ giới thiệu thêm chi tiết nếu như cả ai cần hỏi thêm những tài liệu gì. Vâng, thực sự là câu trả lời của anh Sơn là rất là chi tiết và đầy đủ, giới thiệu tới rất là nhiều các cái nguồn tư liệu khác nhau, và chúng ta cũng có thể thấy luôn là để muốn tìm hiểu về cái vùng đất miền Trung thì không chỉ có nghiên cứu bằng tiếng Việt không mà có thể nghiên cứu được hết. Chỉ qua một cái phần trình bày rất là vừa rồi của anh Sơn đã thì chúng ta có thể thấy là những cái tư liệu, nguồn tư liệu bằng tiếng Hà Lan, tiếng Ý, rồi sau đó là những nguồn tư liệu bằng tiếng Nhật của người Nhật tới miền Trung, và đến những cái bộ sử của triều Nguyễn tiếng Hán, viết bằng chữ Hán, hoặc là sau này là những nguồn tư liệu của người Pháp, thì chỉ riêng nghiên cứu về mảnh đất miền Trung mà thôi, chúng ta đã cần phải tập hợp rất là nhiều các cái nguồn tư liệu từ rất là nhiều các cái kho lưu trữ thư viện khác nhau,
có lẽ là sẽ chỉ có nghiên thể nghiên cứu ở Việt Nam không thôi thì chưa đủ. Và hơn nữa là anh Sơn cũng đã có kể tới rất là nhiều các cái nhà nghiên cứu, các công trình tiêu biểu trong cái khoảng thời gian là từ những cái thế kỷ rất sớm, như từ thế kỷ 16 cho đến những cái nhà nghiên cứu trẻ hiện nay vẫn đang tiếp tục tìm tòi hàng ngày tìm tòi khám phá các cái đề tài về nghiên cứu miền Trung. Thì nhưng mà thực sự là đối với những người mà chưa có nhiều những cái thời gian để tìm hiểu về nghiên cứu về miền Trung đấy, thì anh Sơn có thể cho biết thêm là trong những cái nguồn tư liệu mà trước đây hiện nay mà chúng ta có đấy, thì dường như là các cái nghiên cứu về, về miền Trung đấy dường như là chỉ tập trung vào một số cái khoảng không gian và thời gian nhất định. Như là chúng ta có thể thấy là những cái nghiên cứu về Huế này, về Hội An này, về Champa này, về cái khoảng thời kỳ của triều Nguyễn là rất là được, có rất là nhiều các cái nghiên cứu, rất là nhiều các cái học giả quan tâm nghiên cứu. Thế còn những cái vùng miền khác, những cái thời đại khác, hay là trong những cái ngay nói ngay tiền riêng đến cái thời kỳ, đặc biệt là thời kỳ lịch sử hiện đại, thế kỷ 20 đó, thì ngoài những cái chủ đề về các cái phong trào đấu tranh cách mạng, thì ngoài ra thì chúng ta còn có những cái đề tài nào khác trước năm 75, trước năm 45, rồi sau đó là thời kỳ từ năm trong những năm 50 cho tới những năm 75, và sau đó là từ năm 75 cho tới nay đấy. Thì ngoại trừ một vài những cái công trình nghiên cứu mà chúng ta thấy là tập trung vào những cái khoảng không gian và thời gian nhất định thôi, thì những cái vùng miền khác, những cái thời đại khác thì sao ạ? Theo cái tìm hiểu của tôi ấy, thì tôi thấy thế này, trước giai đoạn 1975, mình cứ lấy cái thời gian mốc trước đó đi, thì trở lui vào đầu thế kỷ 20, thì những cái nghiên cứu người ta tập trung vào các khu vực Huế là nhiều nhất, ở trong các lĩnh vực lịch sử, văn hóa, bảo tồn, về cách hiểu của người phương Tây là như vậy. Và cái phần tiếp theo là cái nghiên cứu ở Hội An, thì nó cũng manh nha, của thông qua các cái vai trò của những người Hoa, những cái nhà nghiên cứu mà có cái bộ nghiên cứu về quan hệ ngoại thương, thì người ta tập trung về nghiên cứu về cái khu vực Hội An. Và cái nghiên cứu khu vực thứ ba mà quan trọng nhất đó là thành tựu nghiên cứu về Champa, là của cả cái nhà nghiên cứu người Pháp, và cái di sản văn hóa Champa của người Pháp để lại, thì đến bây giờ hầu như là phần lớn cả cái nhà nghiên cứu về Champa của ở Việt Nam cũng như người Nhật Bản ở sau thì đều phải thừa kế ngay cả cái nghiên cứu Champa của người Nhật. Và cái thứ tư là nghiên cứu về Tây Nguyên, mặc dù hồi nãy là cái phần của Hương nói là hôm nay chúng ta sẽ bỏ qua về Tây Nguyên, nhưng mà người Pháp đã đặt rất nhiều cái vấn đề nền tảng nghiên cứu về Tây Nguyên qua các cái công trình của họ, như chúng ta thấy cái tác phẩm Chúng Tôi Ăn Rừng là cái tác phẩm nổi tiếng. Và sau này những nhà nghiên cứu về Tây Nguyên cũng phải dựa lên trên những cái tác phẩm và của những cái người Pháp đi trước đó. Thì đó là các cái khu vực mà bốn cái lĩnh vực mà tôi thấy họ nghiên cứu là thành tựu nhiều nhất. Và sau cái giai đoạn 1974-45 cho tới 75 thì phần lớn là do chiến tranh, cho nên là nó không có một cái chiến lược nghiên cứu mà dài bài bản giống như là chúng ta làm sau này, mà có nghĩa rằng là các cái vì gọi là lúc bấy giờ cái vai trò của các cái giám mục, các cái lĩnh mục rất quan trọng. Ví dụ như viện trưởng Viện Đại học Huế cũng là một lĩnh mục, viện trưởng Viện Đại học Đà Lạt cũng là một lĩnh mục, thì những cái người này họ tập trung nghiên cứu các cái vấn đề từ cái lĩnh vực của họ đang làm việc, tức là tôn giáo, họ nghiên cứu về ngôn ngữ, rồi sau đó từ đó phát triển ra nghiên cứu về văn hóa, rồi nghiên cứu về các cái nền tảng triết học của Việt Nam, và như lĩnh mục Kim Định chẳng hạn, thì tất cả những cái vấn đề đó là một cái hướng nghiên cứu, và trong đạt được một số thành tựu, những cái kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực gọi là nền giáo dục và cái nền văn hóa của Việt Nam Cộng Hòa. Thì cái đó là có rất nhiều công trình đã nghiên cứu và có những cái bộ tạp chí, ví dụ chúng ta có thể tham khảo trên cái tạp chí đại học của Viện Đại học Huế, chúng ta có thể thành tựu nghiên cứu ở trong đó tương đối là đầy đủ. Và lúc bấy giờ thì nó không có nhiều cái trung tâm nghiên cứu giống như hiện nay, cho nên là chủ yếu tập trung ở tại Huế và ở tại Sài Gòn là chính. Ngoài ra thì có thêm một cái phần mà tôi cho là quan trọng, đó là cái viện nghiên cứu Hải Dương học ở tại Nha Trang, được thành lập từ cái thời 1920 mấy đó, hình như tôi nhớ không chính xác, hay 1930 gì đó. Và có một ông tiến sĩ Krem, là ông đã tổ chức các cái cuộc điều tra nghiên cứu, và chủ yếu trên lĩnh vực là
sinh vật biển, cảnh quan biển và các cái phần nghiên cứu về đáy biển, thì cái hồ sơ của họ để lại rất là lớn. Và may mắn vừa rồi chúng tôi có đọc những cái tài liệu thông qua cái bài nghiên cứu của tiến sĩ Nguyễn Đức Hiệp ở tại Úc, và chúng tôi cũng đã được biết là hóa ra cái kho lưu trữ ở tại Viện Nghiên cứu Hải dương học là nó có cả những tài liệu liên quan tới vấn đề khám phá, khai thác, xác lập chủ quyền đến cả Trường Sa và Hoàng Sa, bởi thực hiện bởi cả cái con tàu The Lanet Sun của cái viện này. Họ đi và họ làm tài liệu, cho nên là đó là những cái mà chúng tôi cho rằng là rất là quý. Và một cái phần nữa chúng tôi cũng đã thấy đó là cái nguồn tài liệu mà từ Thư viện Bảo Đại đã chuyển lên ở trên Đà Lạt trong cái giai đoạn mà chiến tranh. Và sau này thì nó đã chuyển về cái trung tâm lưu trữ quốc gia 4 ở trên đó. Thì đó là những tài liệu liên quan tới vấn đề hành chính, nền hành chính từ của nước ta từ thời Nguyễn cho tới thời Pháp, và đặc biệt là một bản lưu trữ trên này. Và trong cái giai đoạn đó thì cũng đã có những cái công bố của ông Ngô Đình Nhu, của ông Bưu Kế, rồi của một số học giả về quản lý hành chính như Nguyễn Sĩ Hải ở trong miền Nam, rồi các cái tiến sĩ về luật, hoặc là một cái tác giả mà người viết về cụ Nguyễn Văn Tường đó, tự nhiên bất lên tôi quên tên, ở bên Mỹ, thì cũng đã viết. Thì những cái đó là dựa trên những cái công trình này, những cái tài liệu đã được lưu trữ đó và đã công bố, thì tôi cho rằng là nhiều. Riêng đối với một cái lĩnh vực khác nữa ở Huế, thì chúng ta thấy có một cái giai đoạn này, trong giai đoạn miền Nam thì có một cái sự kiện đó là Phật giáo và phong trào Phật giáo. Thì hai cái vấn đề này thì tôi thấy ở Huế và Sài Gòn là nghiên cứu mạnh và có nhiều tài liệu, kể cả từ ngày xưa mà cho tới bây giờ. Bây giờ vẫn có những cái chuyên gia việc về các thời kỳ này, giống như ở Huế là có Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Cung là cũng đã để tâm theo dõi các cái công trình này. Còn trong Sài Gòn thì chúng ta có quá nhiều tài liệu ở các cái trường đại học Vạn Hạnh, rồi các cái phong trào tranh đấu người ta ghi nhận. Tuy nhiên khi tôi thì không phải là chuyên gia của lịch sử Việt Nam hiện đại, nhưng khi tôi đọc những cái vấn đề này thì tôi thấy vẫn có rất nhiều vấn đề ở phía bên trong, là vì một lý do nào đó mà nó gọi là cái đồ xác thực của nó, hay là cái thiên kiến chính trị đã dẫn dắt nó đi theo một cái con đường khác, cho nên chúng ta khó mà tìm được một cái tiếng nói khách quan khi nghiên cứu về các cái phong trào đô thị, phong trào Phật giáo ở trong cái giai đoạn này. Qua các cái công trình mà tôi cũng may mắn được đọc thì tôi cũng đọc sơ thôi, vì tôi cũng không phải là đam mê và thích cái chỗ này, thì tôi thấy cái phần này là cái phần là có thành tựu, nhưng mà nó để cho nó diễn ra một cách tự nhiên, khách quan khoa học, thì tôi thấy nó đang còn là hạn chế. Và có thể dùng một chút là đứng bên này quan điểm bên này thì bảo vệ bên này, quan điểm bên kia thì bảo vệ bên kia, kể cả những nhân vật lịch sử mà liên quan tới vấn đề đó, ví dụ Thích Minh Châu hoặc là Hòa Thượng Thích Trí Quang, thì bây giờ vẫn rất nhiều cái tranh cãi. Thì đó là những cái mà chúng tôi muốn tìm hiểu thêm. Và nếu những cái chỗ hỏng đó thì những cái chỗ hỏng còn lại thì chúng tôi thấy, ví dụ nghiên cứu về văn hóa biển giai đoạn đó nó không có, nghiên cứu về khảo cổ học tiền sơ sử ở khu vực này thì chỉ tập trung vào sao hình, và một ít về cái phần các di tích Champa là giai đoạn lịch sử rồi, chứ còn cái phần mà kết nối những cái mạch chuỗi với nhau thì phải sau năm 1975, và cái đội ngũ nghiên cứu từ miền Bắc vô, từ Hà Nội vô, những cái bậc tiền bối như thầy Trần Quốc Vượng, rồi những cái người lớn tuổi, rồi sau này thế hệ đang sau một chút là có anh Lê Đình Phùng, rồi chị Lâm Mỹ Dung, rồi tất cả những người đó, thì rồi anh Ngô Văn Doanh chẳng hạn, thì mọi người mà có thêm cái thông tin để nghiên cứu được tương đối liên mạch hơn. Nhưng mà tôi hình dung nếu như chúng ta xét một cái bản đồ khảo cổ học của cả khu vực miền Trung thì nó còn rất nhiều cái chỗ lộ chỗ, nhiều cái chỗ trống quá trời quá đất mà vì chưa có đủ người để làm hết cái công việc này, hoặc là những cái hướng đi mà người ta cho rằng là nó chưa quan trọng. Tôi nói ví dụ như cái khảo cổ học về thương cảng, chúng ta phải, tôi nghĩ là nên mạnh dạn đặt ra một cái ngành như vậy. Chúng ta có một cái chuỗi hệ thống thương cảng cổ ở tại khu vực miền Trung, nhưng mà người ta chỉ nghiên cứu về vấn đề lịch sử của nó thôi, chứ còn cái vấn đề mà khảo cổ học để đi làm cái việc đó thì rất ít người. Máy sau bây giờ thì mới có thêm một vài bạn trẻ như là anh Đỗ Trường Giang, hoặc việc đó có chị Lâm Mỹ Dung là đã có nghiên cứu cái vấn đề đó từ cựu lâu chàm rồi cả một cái đó, nhưng mà nó còn ít quá, nó chưa. Còn trong giai đoạn 75, từ 45 75 hầu như không có ai nghiên cứu vấn đề này, vì đó là cả vùng chiến tranh hoặc là cả vùng là vùng mất an ninh, theo nói theo quan điểm mà từ ngữ dùng của miền Nam trước đây, cho nên nó rất là khó. Thế nhưng mà cái khó của cái miền Nam trước đây hoặc là khó của miền Bắc trong khu vực
Quảng Bình đỡ ra do chiến tranh, thì lại bây giờ là cái cơ hội cho chúng ta. Chúng ta có những cái chỗ mà trước đây người ta đặt những cái chốt 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 vô đó, người ta cắm vào đó, thì bây giờ chúng ta đi theo những cái chỗ mà họ cắm vào, chúng ta triển khai rộng ra, thì lại là cái lợi thế, gọi là nói theo quan điểm của mấy nhà chính trị hay nói là các cái dư địa còn lại rất lớn cho các cái nhà nghiên cứu ra giai đoạn sau này để khi nghiên cứu về các vấn đề miền Trung. Chúng ta sẽ bàn thêm bằng các hướng tôi nói ở cái phần sau của chương trình. Dạ vâng, tại vì thực sự là nếu mà nói là có những cái còn rất là nhiều những cái vấn đề nghiên cứu mà chưa được làm sáng tỏ, thì ngay kể cả như là một cái vấn đề mà anh Sơn vừa mới lấy ví dụ đó là cái vấn đề mà nghiên cứu về phong trào Phật giáo ở miền Trung những năm 60, thì đó thì vẫn còn là một dấu hỏi cho đến bây giờ, bởi vì còn rất là nhiều các câu chuyện từ rất là nhiều hướng khác nhau. Vì thế là các cái nhà nghiên cứu trẻ sẽ còn rất là nhiều việc phải làm. Và không chỉ là đối với một cái chủ đề nhất định đó, mà kể cả những cái vấn đề như là khai thác những cái nguồn tư liệu, thực sự là những cái cuốn tư liệu như chẳng hạn như cái cuốn của BAVH thì cũng chưa có những cái tài liệu nghiên cứu nhiều về cái đó. Thực sự là chúng ta có một cái kho tư liệu rất đồ sộ, nhưng mà những cái nghiên cứu về những cái dựa trên những cái nguồn tài liệu như vậy thì cũng chưa có nhiều. Thì bởi vậy nói riêng đến những cái phần lịch sử hiện đại của miền Trung thôi thì thực sự là còn rất là nhiều lỗ hổng. Và nếu mà nói đến cả thêm khảo cổ vào nữa thì mà đấy là anh Sơn mới chỉ tập trung nói lại vẫn là những cái khoảng không gian và thời gian nhất định, đó là ở Huế rồi ở những cái khoảng thời Champa, chứ còn nếu mà chúng ta nói đến những cái vùng Bắc miền Trung hay Nam Trung Bộ thì còn rất là nhiều các vấn đề. Và anh Sơn có một quyển sách để giới thiệu ạ. Trước hết đó là tôi nói ví dụ cái bộ BAVH á, thì là nó rất là lớn, là nó khoảng 120 tập. Nếu như sắp ra trên bàn thì nó dài khoảng độ 24 hai mươi rưỡi. Nhưng mà sau đó thì nhà xuất bản Trung Hoa họ đã tiến hành dịch từ rất là lâu. Tôi để sau lưng ở phần trên cao như có mọi người có thể thấy là bây giờ họ đã in lại mấy lần trong vòng mười mấy năm, là được khoảng độ 25 26 quyển như thế này. Một hộp như thế này là có 3 quyển hoặc là 4 quyển, thì chúng tôi có tất cả là 7 hộp, thì có khoảng độ 24 25 tập và đã dịch lại. Và mới đây nhất là cách đây khoảng độ vài ba tháng thì nhà xuất bản Thùng Hóa Huế đã tái bản lại bìa cứng rất đẹp cái bộ này, và đây là cái phần cực kỳ lớn mà chúng ta phải phải xem, phải nghiên cứu. Hoặc tôi nói một cái lĩnh vực khác mà chúng ta có thể thấy đó là cái về bí ký. Vì trong cái phần hỏi của cô Hương và phần trả lời của chúng tôi cũng thấy là có những cái tài liệu liên quan tới bí ký, đặc biệt là các cái bí ký liên quan tới Phật giáo. Thì hiện nay ở tại Huế là có Trung tâm Phật giáo Liệu Quán, họ có tổ chức một cái nhóm nghiên cứu là gồm các thầy chùa đứng đầu là Thượng tọa Thích Không Nhiên và các cái nhóm nghiên cứu trẻ ở Huế, trong đó phối hợp rất tốt với phân viện nghiên cứu văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Huế. Họ đã làm những cái tập như thế này, xuất bản hiện nay là được 24 tập về 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 tên của nó là Liệu Quán. Liệu Quán có hai bộ, một cái bộ cũ là Nội San và bộ mới là Có Giấy Phép Xuất Bản Đàng Hoàng. Thì một trong cái hướng mà nghiên cứu sau này mà tôi cho là rất là hay, đây là các thầy và các bạn nghiên cứu lớn cũng có, nhỏ cũng có, trong đó có thầy của tôi như thầy Phan Đăng, như thầy Nguyễn Hữu Thông, thì đã tập trung nghiên cứu về Phật giáo ở từng địa phương và giải quyết cứ một tập và giải quyết một cái vấn đề Phật giáo Quảng Ngãi, Phật giáo Huế, Phật giáo Quảng Nam, Phật giáo Bình Định, Phật giáo Quảng Bình, Phật giáo Hà Tĩnh, rồi thậm chí như Quảng Nam tới 2 số liền, Huế thì tới mấy số. Thì tất cả những cái tài liệu này là đây là những cái hướng mà nghiên cứu mà tôi cho rất là tốt, nghiên cứu về Phật giáo. Nhưng mà trong các cái bí kíp, trong các cái văn bản về Phật giáo này, thậm chí một bản nó không chỉ bàn về Phật giáo mà nó bàn về văn hóa, về giáo dục, thậm chí về cả cả một cái vài yếu tố về tổ chức xã hội nằm trong những cái tài liệu đó. Thì tôi cho rằng đây là những cái mà rất là quan trọng. Và như hồi tôi nói hồi nãy về với chị là trước năm 1975 thì cái việc nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn á, là ở tại Huế và tại Sài Gòn là chính. Cái Đà Nẵng lúc bây giờ cũng chưa có là đáng kể bao nhiêu cả. Thì sau này bây giờ chưa mới có các cái viện là chút nữa là chị hỏi, thì tôi sẽ nói thêm về hệ thống các cái viện ở tại tại khu vực miền Trung và vai trò của họ như thế nào và trong cái việc nghiên cứu lịch sử văn hóa, và có thể giúp cho chúng ta một là định hướng nghiên cứu, hai là tổ chức nghiên cứu, ba là liên kết nghiên cứu, và bốn là cấp kinh phí cho cái việc nghiên cứu thông qua các cái viện này mà mọi người có thể phù hợp với nhau để làm.
Vâng, tại vì do là thời gian có hạn cho nên là chúng ta sẽ chuyển sang một cái chủ đề khác mà như anh Sơn vừa có giới thiệu thì khi mà những cái nhà nghiên cứu muốn tìm hiểu về miền Trung đấy thì thường là bao giờ thì cái công việc đầu tiên là cũng phải tới tìm hiểu bắt bắt đầu từ những cái cơ sở nghiên cứu đã có sẵn tại miền Trung. Thì xin anh cho biết thêm về cái vai trò và tình hình nghiên cứu hiện tại ở các viện nghiên cứu, ở các trường đại học, ở các vùng đô thị như là Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, hay là các cái nhóm nghiên cứu và những cái, các cái nhóm yêu thích nghiên cứu thôi cũng được, là những cái mảng chủ đề quan tâm của cái giới nghiên cứu hiện nay là gì ạ? Theo tôi được biết thì ở tại miền Trung bây giờ có những cái trung tâm nghiên cứu về khoa học xã hội nhân văn rất là mạnh. Trước hết tôi nói về Huế vì đó là cái vùng đất quen thuộc của tôi. Thế ở Huế hiện nay là cái cơ sở nghiên cứu đầu tiên mà chúng tôi muốn giới thiệu, đó là Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế. Cái cơ quan này có tới 700 con người, trong đó có cái phòng nghiên cứu hướng dẫn là cái phòng mà tôi đã làm việc trước đây, và sau đó là có bảo tàng cổ vật cung đình Huế, và cái đội ngũ nghiên cứu của họ họ cũng có tới là họ đã từng đào tạo được 6 6 tiến sĩ, thạc sĩ thì cũng khoảng 20 người, và cử nhân nghiên cứu thì cũng khoảng 30 40 người, và họ nghiên cứu rất là rộng trong lĩnh vực lịch sử Triều Nguyễn, lịch sử của vùng đất Thừa Thiên Huế từ từ thời kỳ Chúa Nguyễn cho tới thời nhà Nguyễn, khảo cổ học về lịch sử các cái di tích ở tại Huế, các vấn đề về bảo tồn di sản văn hóa vật thể, bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể, và các cái vấn đề liên kết để phát triển, vừa bảo tồn vừa phát triển giá trị, phát huy giá trị của các cái di sản văn hóa ở tại đất địa bàn Thừa Thiên Huế. Thì đây là một cái nơi trung tâm nghiên cứu rất là mạnh. Cái đơn vị thứ hai mà ở tại Huế đó là Phân viện Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia tại Huế, được thành lập cũng rất là sớm. Cái đơn vị này là được thành lập vào năm 1999. Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế được thành lập năm 1982. Lúc bây giờ tên là Công ty Quản lý Di tích Văn hóa Huế, và sau này 1992 thì đổi tên thành Trung tâm Bảo tồn Di tích cho tới tận bây giờ. Và cái đơn vị thứ hai là cái đơn vị là Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tại Huế. Là cái phân viện này là trực thuộc Bộ trực thuộc là Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia tại Hà Nội, là một đơn vị của Bộ Văn hóa và Thông tin. Thì họ cũng có 15 cái nghiên cứu viên, có học hàm tiến sĩ 3 người, có học vị thạc sĩ 6 người, hai người đang làm nghiên cứu sinh và cử nhân. Thì họ nghiên cứu cả một dải đất từ Huế mà lên cho tới Bình Thuận và thêm hai tỉnh Bắc Tây Nguyên, đó là Gia Lai và Kon Tum. Thì họ cũng nghiên cứu rất là rộng trên trực văn hóa, rồi là văn hóa biển, văn hóa làng xã, rồi khu vực Trường Sơn Tây Nguyên, rồi các lĩnh vực về dân tộc học, rồi cũng là bí kíp, họ cũng nghiên cứu, họ đã làm đến bây giờ thì họ đã làm tới khoảng độ 40 cái đề tài nghiên cứu ở các cái cấp khác nhau. Rồi là các cái công trình sách vở họ có in ấn được 16 17 cái tác phẩm thành sách và rất là giá trị, coi như là góp thêm một cái công trình để cho một ai một thế hệ miền Trung thì có thể đi vào cái cửa ngõ này, và từ đó thì tìm ra những cái con đường đi mới trong lĩnh vực chủ yếu là văn hóa và dân tộc học là nhiều nhất. Ngoài ra ở Huế thì mới thành lập một cái viện, đó là viện nghiên cứu phát triển. Thì cái viện này thì mới ra đời trên cơ sở nâng cấp từ cái viện quy hoạch xây dựng của tỉnh Thừa Thiên Huế lên, nhưng mà viện này thì cũng thành lập năm 2018 và cũng đã tiếp quản một cái đơn vị rất là quan trọng, đó là cái tạp chí nghiên cứu và phát triển, trước đây thuộc Sở Khoa học Công nghệ. Cái tạp chí này rất có tiếng vang ở nước ngoài, tôi đi ra nước ngoài các cái đồng nghiệp nghiên cứu của tôi họ đánh giá rất cao cái tạp chí này. Thì bây giờ chưa, cái tạp chí này là trực thuộc cái viện nghiên cứu, và họ cũng đã triển khai trên các hướng là vừa nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn là phụ, nhưng mà nghiên cứu chính là nghiên cứu kinh tế xã hội để giúp cho tỉnh Thừa Thiên Huế, nhưng mà có những cái lĩnh vực nó trùng với chúng ta đang quan tâm hôm nay. Ở Đà Nẵng thì chúng ta thấy có cái viện mà tôi đã từng làm việc trong vòng 10 năm, đó là viện nghiên cứu phát triển kinh tế Đà Nẵng. Thì cái phạm vi nghiên cứu cho Đà Nẵng, nhưng mà cái khả năng liên kết thì lên hết cả cái khu vực miền Trung và Tây Nguyên, là bởi vì trong thời gian tôi làm việc ở đó thì Đà Nẵng và miền khu vực miền Trung đã thành lập một cái gọi là vùng liên kết duyên hải miền Trung, mà lúc bấy giờ tổ trưởng của vùng này là ông Nguyễn Bá Thanh, nay đã mất, nguyên là bí thư Thành ủy Đà Nẵng, và tổ phó là ông Đào Tấn Lộc, là bí thư của tỉnh Phú Yên, là tổ chức cái việc nghiên cứu về kinh tế xã hội cả cái dải đất từ Thừa Thiên Huế lên cho tới Bình Thuận,
có 9 tỉnh tham gia trong cái chuỗi này và để lại khá nhiều cái công trình nghiên cứu, trong đó có những công trình lĩnh vực văn hóa, lĩnh vực xã hội, rồi nhân khẩu, rồi cả những cái cơ chế và chính sách nằm ở trong cái vấn đề đó. Rồi chúng ta đi ở đây thì có thêm cái viện nghiên cứu vùng Trung Bộ là một cái chi nhánh của Viện Khoa học Xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam mà ở tại Hà Nội, thì lập ở tại bên chỗ phường Hòa Hải của cùng Ngũ Hành Sơn, cũng là một cái cơ quan nghiên cứu của Trung ương đóng trên địa bàn Huế, và phạm vi nghiên cứu của họ là cũng nghiên cứu về các đề tài về lịch sử, văn hóa, kinh tế, xã hội của khu vực miền Trung và cũng lên tới tầng Tây Nguyên, vô tới tầng Ninh Thuận, Bình Thuận. Thì họ cũng đã có những cái công trình nghiên cứu, họ cũng có một cái tạp chí gọi là tạp chí của vùng duyên hải miền Trung công bố các công trình nghiên cứu, và cũng là nơi mà tổ chức nghiên cứu, sắp tới họ có tổ chức một hội thảo về phát triển thành phố Hội An vào tháng 11 năm nay ở tại Hội An, liên kết với các địa phương. Rồi chúng ta cũng thấy là cái cơ sở của cái bảo tàng điêu khắc Chăm ở Đà Nẵng, ở đó cũng có các nhà nghiên cứu kỳ cựu trước đây, đó là nơi làm việc của nhà nghiên cứu Trần Kỳ Phương về Champa. Sau này Phương nghỉ thì chúng ta cũng thấy có tiếp tục các thế hệ nghiên cứu, trong đó có chị Huỳnh Thị Được, rồi sau này là có anh Võ Văn Thắng và một số bạn nghiên cứu trẻ ở đó, họ cũng đang nghiên cứu ở tại khu vực này. Ở cái hai cái đơn vị Huế Đà Nẵng thì chúng tôi có lưu ý có hai cái tổ chức. Một là Hội Khoa học Lịch sử. Hội Khoa học Lịch sử Thừa Thiên Huế do thầy Đỗ Bang làm một thời gian rất là dài, là một đơn vị tổ chức nghiên cứu rất là tốt, có rất nhiều công trình nghiên cứu về lịch sử, văn hóa, chủ quyền, dân số, du lịch là điều nghiên cứu hết. Cái thứ hai là Trung tâm Khoa học Xã hội Nhân văn trực thuộc Đại học Huế, là cũng một đơn vị tổ chức nghiên cứu, mà giám đốc trung tâm đó sau này là đã lên tới hiệu trưởng Đại học Khoa học Huế là anh tiến phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Hiển, cũng là những người đặt nghiên cứu nền tảng về vấn đề về nhân học, về vấn đề về khoa học xã hội cũng rất là tốt, và cũng là đầu mối nghiên cứu để kết nối giữa Huế và các địa phương khác, nhất là khu vực Hà Nội, và kết nối với quốc tế qua các cái đại học để liên kết. Ở Đà Nẵng thì chúng ta cũng đã thấy có là Hội Khoa học Lịch sử Đà Nẵng, một đơn vị hoạt động rất là mạnh, có một cái tập sáng nghiên cứu sĩ quan là công bố 3 tháng một số và in rất nhiều bài của giới anh em nghiên cứu ở tại Đà Nẵng, già có trẻ có, và kể cả ngoài Đà Nẵng với những cái khu vực phạm vi nghiên cứu rộng lớn, bao gồm từ cả Đà Nẵng và khu vực sĩ quan Quảng Nam, Quảng Ngãi là đều có trong, có thể có mặt trong cái này. Và ngoài ra trước đây nó có một cái trung tâm nghiên cứu xã học xã hội nhân văn trực thuộc Đại học Đà Nẵng, sau này là trực thuộc Đại học Sư phạm Đà Nẵng, thì cũng đã là một cái nền tảng nghiên cứu mà trước đây là thầy Phan Ngọc Thu là làm giám đốc trung tâm đó, và cũng đã tổ chức các cái công việc nghiên cứu. Đi vô phía trong nữa thì chúng ta thấy ở Bình Định cũng đã thành lập một cái viện nghiên cứu phát triển của tỉnh Bình Định, cũng theo mô hình định hướng phát triển giống như ở tại Đà Nẵng. Rồi đi lên phía trên thì chúng ta thấy cái Hội Khoa học Lịch sử Khánh Hòa là cái đơn vị đứng ra tổ chức rất nhiều cái đề án, công trình nghiên cứu, đề tài nghiên cứu liên quan tới lịch sử văn hóa, với những cái nhân vật mà chúng tôi cũng đã được gặp mặt họp hành thường xuyên như chị Hoa, rồi anh Nguyễn Văn Hoa, phó giám đốc sở, và chị Hoa là phó chủ tịch, Nguyễn Kim Hoa, phó chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Khánh Hòa, là nghiên cứu và giảng dạy vấn đề chủ quyền Trường Sa, Trường Vân, và các cái vấn đề về thành lũy, thành cổ, tên đường rất là lớn ở khu vực Khánh Hòa. Đi vô trong nữa, chúng ta có cái trung tâm nghiên cứu văn hóa Chăm ở tại tỉnh Ninh Thuận, do một người đồng nghiệp của tôi đồng môn là Lợi là làm giám đốc, và đó có rất nhiều bạn trẻ, những bạn nghiên cứu trưởng thành rất là nhanh, ví dụ như bạn Đồng Thanh Danh, bạn Danh với cùng với một nhóm nghiên cứu ở tại Hà Nội do Đỗ Trường Giang tập hợp, và cùng một bạn là Bá Trung Kiếm tập vừa biên soạn xong một quyển sách, đó là những vấn đề lịch sử văn hóa Champa, tập hợp 22 bài viết, trong đó là có 19 bài của người Việt, 3 bài của người nước ngoài, và trong đó có cả những cái bài của những người Chăm mình nghiên cứu về văn hóa. Thì đây là những cái thành tựu nghiên cứu rất là lớn tổ chức. Thì tôi thấy nếu như xét rất theo cái chia nhỏ mà thì một là có các cái cơ quan quản lý nhà nước nhưng mà có cái bộ phận tổ chức nghiên cứu ở trong cái đó. Cái thứ hai là các cái hội nghề nghiệp giống như Hội Khoa học Lịch sử là những cái hội tập hợp các nhà sử học, các nhà nghiên cứu thì cũng tổ chức nghiên cứu ở trong đó. Và cái thứ ba là các cái nhóm nghiên cứu tư nhân hoặc là những nhóm nghiên cứu riêng lẻ, ví dụ Trung tâm Nghiên cứu Huế là của ông Nguyễn Hữu Châu Phan và tập hợp những cái nhà nghiên cứu về Huế, đến bây giờ họ là tập hợp, họ in được 8 quyển sách, sau lưng tôi là 8 quyển nghiên cứu Huế rất là dày dặn, rất là đầy đủ, và những cái bài nghiên cứu rất là phong phú, mà không chỉ về Huế, cả vùng khác nữa, và sử liệu
thì rất là nhiều, hoặc là những cái nhóm anh em từ tập hợp với nhau giống như nhóm nghiên cứu về chăm của bà anh Đỗ Trường Giang, rồi của anh Đồng Thành Danh tham gia, Nguyễn Phước Bảo Đàng tham gia vào đó, vân vân. Hoặc là chúng ta cũng thấy có những cái nhóm nó nằm ở xa nhưng mà nó là nghiên cứu về Huế rất là tốt, ví dụ như nhóm Tạng Màng Kiến Trúc ở trong Sài Gòn, họ nghiên cứu về kiến trúc của miền Tây nhưng họ rất quan tâm tới nghiên cứu Huế, và họ đã có một cái mô hình nghiên cứu khác hẳn so với cái chúng ta đang làm miền này. Đó là họ dựa trên tư liệu của người Pháp, dựa trên kiến thức thực địa, họ mô phỏng lại và họ soi ra những cái điểm đúng điểm sai trong các cái quá trình trùng tu các di tích ở tại Đà Lạt, ở tại Sài Gòn, ở tại Huế, và họ góp sức cho những cái người nghiên cứu và những người bảo tồn phải nhìn lại cái vấn đề nghiên cứu để soi lại và làm cho đúng với cái thực tế. Thì tôi cho rằng đây là một cái hướng mà các bạn trẻ đó họ có rất là nhiều lợi thế về khai thác nguồn tư liệu ở trên mạng và đã được lưu trữ ở tại các kho lưu trữ nước ngoài và được phục vụ cho cái công việc, và đặt ra những cái vấn đề mà những cái người nghiên cứu Huế chúng tôi và lớp lớn hơn đang quản lý ở tại Huế thì phải xem xét lại cái công việc nghiên cứu Huế của mình để xem thử nó có đúng không, nhất là trong lĩnh vực bảo tồn và trùng tu, thì cũng nhờ trong cái nhóm như vậy. Và cái thứ ba nữa, tôi nghĩ một cái vai trò rất là lớn mà chúng ta phải nhắc tới, đó là các sở khoa học công nghệ của các địa phương. Đây là cái cơ quan tổ chức nghiên cứu, là bởi vì sao? Họ mỗi năm là ngành khoa học công nghệ ở Việt Nam sẽ được tiêu khoảng 2% cái GDP của địa phương và của toàn quốc, thì họ dùng cái tiền trong 2% đó, ngoài trả lương đã bỏng ra, thì họ dùng cái tiền đó tài trợ cho việc nghiên cứu ở địa phương. Mà trong quá trình nghiên cứu đó thì chúng tôi là những cái người nghiên cứu lập các cái đề tài danh mục và các cái giới thiệu đề án nghiên cứu trình lên cho họ, và họ sẽ có cái hội đồng thẩm định ở từng địa phương, họ sẽ chọn đề tài nào quan trọng, đề tài nào cần thiết, đề tài nào có tính khả thi và áp dụng tốt, thì họ sẽ tổ chức để mà đấu thầu hoặc là cho phép chỉ định thầu để cho các nhóm nghiên cứu nhà nước hoặc là cá nhân được có thể tham gia một cách công bằng, để từ đó để tham gia nghiên cứu vừa giúp ích cho cái kinh tế xã hội, giúp ích cho cái văn hóa khoa học của địa phương, nhưng đồng thời nó vẫn là giúp ích cho một cái sự lan tỏa cả cái khu vực mà cái địa phương nó đóng địa bàn. Thì tất cả các tỉnh đều có cái sở khoa học công nghệ này, và tôi cho rằng đây là cái ba đỡ cho cả cái công trình nghiên cứu, mà nếu như các nhà nghiên cứu muốn tìm hiểu thì phải tìm hiểu cái hệ thống. Hàng năm họ được công bố danh mục các đề tài của họ ở trên trang web của họ, và chúng ta có thể vô đó và chúng ta biết rằng địa phương A, địa phương B đang cần nghiên cứu cái vấn đề gì và cái gì chúng ta có thể áp dụng được. Thì tôi lọc qua cái danh sách những đề tài nghiên cứu ở tại khu vực Đà Nẵng nơi tôi làm việc á, thì danh sách mà sở công nghệ tài trợ trong mười mấy năm qua thì có khoảng 30% là thuộc về khoa học xã hội nhân văn, công trình đã được nghiệm thu. Đấy. Và có những cái tỉnh như ở phía ở Nghệ An, ở đi ra phía Bắc nữa, cái Thanh Hóa là cái tỷ lệ nó còn cao hơn và cái tiền đầu tư nó lớn hơn rất là nhiều. Hoặc là như tỉnh Khánh Hòa là cái tỉnh mà đầu tư cho các công trình xã hội nhân văn, có những công trình lên tới gần cả 1,5 tỷ đồng tiền Việt cho cái công tác nghiên cứu, thì đó là một khoản kinh phí rất là lớn và có thể giúp cho các nhà nghiên cứu để có thể tiếp cận, ít nhất là ngoài việc thực hiện nhiệm vụ của đề tài thì chúng ta có cơ hội đi điền giả, chúng ta có cơ hội để tiếp cận các cái đối tượng nghiên cứu và từ đó nảy sinh ra các ý tưởng mới. Khi chúng ta nghiên cứu các cái đề tài này, từ các đề tài chính của họ đặt ra, chúng ta có thể nảy sinh ra các cái vấn đề mà chúng ta sẽ nghiên cứu thêm, mà tôi sẽ nói ở trong cái phần sau cùng. Vâng, thực sự là để mà nói chuyện về những cái công trình tiêu biểu hoặc là những cái tổ chức nghiên cứu, các cái cơ sở nghiên cứu, các viện nghiên cứu, các trường đại học ở miền Trung ấy, thì có lẽ là chúng ta cần nguyên một buổi nói chuyện khác, bởi vì có rất là nhiều các chủ đề, rất là nhiều các vấn đề và rất là nhiều các cái chủ đề mà chúng ta có thể đề cập tới về cái việc là những cái chủ đề đó thì đã được thực sự là nó đã bao quát được nhiều cái vấn đề về khoa học xã hội nhân văn ở miền Trung hay chưa, hay là những cái vấn đề đó đấy thì nó còn bị những cái rào cản gì về rất là nhiều mặt nghiên cứu, giống như là tại sao mà có những cái nhóm nghiên cứu trẻ hiện nay họ cũng không có thể là làm được nhiều những cái nghiên cứu mà thực sự còn rất nhiều các cái chủ đề nghiên cứu hấp dẫn mà họ không thể làm được. Thì, và thực sự là nếu mà như anh nói cái thời lúc ban đầu anh nói về cái giới thiệu về những cái nguồn tư liệu, thì cái nguồn tư liệu các cái mảng vấn đề mà chưa được nghiên cứu thì còn rất rất nhiều, và bởi vậy mà chúng ta còn rất là nhiều đất
để khai thác ở đây, chỉ nói riêng về mảnh đất miền Trung mà thôi. Và đây là thực sự là anh Sơn mới chỉ nói về những cái tập trung để nói về những cái nơi mà có tập trung nhiều những khoảng không gian và thời gian tập trung nhiều những nghiên cứu như là Huế, như là Đà Nẵng và một số các cái vùng đô thị. Còn thực sự là nếu mà nói đến toàn bộ cái vùng miền Trung đấy thì còn rất là nhiều, rất là nhiều những cái chủ đề nghiên cứu hấp dẫn khác đấy. Thì nên đây thì xin anh nói thêm hơn nữa, và trong cái buổi trò chuyện này anh có thể gợi mở thêm những cái hướng nghiên cứu, những cái tiếp cận, những cái hướng tiếp cận mới, những cái chủ đề mà nghiên cứu mà hấp dẫn, cũng như là những cái khó khăn, những cái rào cản trong cái việc mà nghiên cứu những cái chủ đề đó ở cái thời điểm hiện nay và trong tương lai ạ. Vâng, tôi có nghĩ ra một vài cái vấn đề mà trong quá trình tiếp cận nghiên cứu thì tôi thấy có thể đưa lên đây, mọi người thấy nhất trí thì đi tìm ra hướng đó. Cái thứ nhất là vấn đề nghiên cứu về khảo cổ học tiền sơ sử ở khu vực toàn miền Trung để điền lấp vào cái bản đồ các cái chỗ trống mà chúng ta chưa có. Cái vấn đề thứ hai là khảo cổ học và văn hóa biển, hầu như lĩnh vực này ở miền Trung đang rất là mới mẻ, mà Việt Nam cũng mới mẻ, mà đây là một cái tiềm năng rất là chúng ta vùng duyên hải mà chúng ta chưa nghiên cứu về văn hóa biển một cách đầy đủ. Ngoài nghiên cứu văn hóa dân gian là chính và khu lĩnh vực khảo cổ học thì là đòi hỏi tốn kém quá, cho nên là chưa nghiên cứu nhiều. Cái thứ ba là nghiên cứu về thương mại, hoạt động thương mại của thời kỳ chủ Nguyễn và thời kỳ nhà Nguyễn. Chúng ta thấy là tại vì sao mà người Nhật họ nghiên cứu về giao thương giữa Đăng Trong và Nhật Bản rất là tốt, thậm chí như có cái ông Ogura Sadao, ông có viết cả quyển sách Nhật Bản trong thời kỳ châu Ấn Thuyền, mà mình là một đối tác của họ mà mình có cái công trình nào hết, thì tôi cho rằng đó là một cái thiệt thòi mà các nhà nghiên cứu ở Hội An, ở Đà Nẵng, ở Quảng Nam này phải lo nghiên cứu cái vấn đề đó, hoặc ở trong Bình Định, Quy Nhơn. Cái thứ ba là tôi cho rằng tôi đặt dùng một cái chữ là nghiên cứu lại về phong trào Tây Sơn và vương triều Tây Sơn. Chúng ta nghiên cứu trước đây, nghiên cứu về Tây Sơn chủ yếu là cả người là chính, cả người thành quả chiến tranh chính trị ngoại giao, nhưng bây giờ tôi cho rằng cái việc nâng đục nhà Tây Sơn có rất nhiều khiếm khuyết. Chúng ta đọc trong cái quyển của George Sutton chúng ta đã thấy rất là nhiều chuyện. Thế nhưng tôi cho rằng những cái vấn đề nghiên cứu về Tây Sơn mà chúng ta phải chú ý là đó là nghiên cứu về tổ chức bộ máy cai trị, chế độ ruộng đất, văn hóa khoa cử học thuật, kể cả vấn đề xung đột nội bộ anh em nhà Tây Sơn và vấn đề ban giao Tây Sơn nhà Thanh. Cái này bên Mỹ hiện nay có anh Nguyễn Duy Chính là công bố tới 5 quyển rồi, và bây giờ đang gửi cho tôi thêm khoảng 3 tập bản thảo về vấn đề này nữa. Nhưng mà người nước ngoài làm, tại sao chúng ta ở trên đất nước này chúng ta có điều kiện, cũng có nguồn tư liệu mà chúng ta không khai thác để làm cái việc đó, và cũng là lý do vì sao mà vương triều này sụp đổ nhanh chóng từ góc nhìn của những người Việt Nam, những người trẻ. Đó là những cái việc nghiên cứu. Tiếp theo là cái vấn đề đô thị hóa và tác động của nó đối với cái sinh kế của cái ngư dân trong cái vùng ảnh hưởng. Thì cái này là nó trong lĩnh vực xã hội học và lĩnh vực về kinh tế xã hội, nhưng mà nó liên quan rất lớn, vì đô thị hóa thì nó kèm theo là phá vỡ các cấu trúc làng xã, phá vỡ cái văn hóa và phá vỡ cả cái sinh kế của cái người dân, nhất là vùng ven biển và cái vùng Tây Nguyên, vùng rừng núi. Thì đấy là những cái hướng chúng ta phải nghiên cứu. Và chúng ta nghiên cứu thêm một cái nữa là đào sâu cái tiếp tục cái mạng lưới nghiên cứu trao đổi giữa miền xuôi với miền ngược. Có một cái khái niệm người ta bảo là mạng lưới trao đổi ven sông, mà một cái công trình của ông Jacques Guler, ông nghiên cứu rất là tốt và đặt là nằm nền tảng cho rất nhiều nhà nghiên cứu ở tại phân viện nghiên cứu văn hóa nghệ thuật quốc gia tại Huế tổ chức thực hiện. Thì chúng ta tiếp tục là nghiên cứu về cái vấn đề về con đường muối, vấn đề trao đổi ngược xuôi, thì hiện nay là mới một vài người nghiên cứu những nét chấm phá. Chúng ta tiếp tục nghiên cứu thêm cái vấn đề đó. Cái vấn đề nữa là nghiên cứu về bảo tàng di sản văn hóa vật thể và trong cái bối cảnh đô thị hóa và đối cảnh nước biển dân do biến đổi khí hậu. Cái này tôi có dự một cái hai cái tham luận liền, một cái ở tại Đà Nẵng và một cái ở tại cái thành phố Seattle. Tôi nói về cái vấn đề này vì khi mà nước biển dân biến đổi khí hậu thì nó hủy hoại các cái di tích ven biển, thì hiện nay chúng ta chưa có ai quan tâm về vấn đề nữa. Chúng ta chỉ mới quan tâm về vấn đề là sinh kế của người dân, và chúng ta chưa quan tâm tới cái vấn đề là cứu vãn các cái công trình di tích di sản do nước biển dân và biến đổi khí hậu thay đổi. Năm 2016 thì có một hội thảo ở tại Huế thì có nói chung về cái đó, và do một hội thảo quốc tế được sự bảo trợ của UNESCO, nhưng mà trong một hội thảo rồi thôi, chưa có một công trình nghiên cứu nào dài hơi. Tôi cũng muốn đề nghị cái thứ ba nữa là cái vấn đề nghiên cứu về văn hóa ở miền Trung, xin lỗi, người Hoa ở miền Trung, người Hoa Đà Nẵng, Huế, Hội An là nơi ba nơi có những cộng đồng người Hoa rất là lớn, nhất là ở Huế có cộng đồng Minh Hương, Hội An có cộng đồng Minh Hương, mà chúng ta chưa có một nghiên cứu thấu đáo nào về người Hoa ở tại miền Trung này cả. Tôi chỉ có hai người bạn quen, một là người Canada tên là Brian Jottoli, là một người Đài Loan Tưởng Vi Văn là có nghiên cứu về vấn đề này, có tại Huế có gặp tôi và nói chuyện. Còn tôi chưa thấy cái người Việt Nam
nào mà nghiên cứu sâu sắc ngoài một cái bài tham luận của anh bạn tôi là phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Đăng ở Đại học Khoa học Huế là có nghiên cứu, thì tôi cho rằng vấn đề này rất là hay. Vấn đề chúng ta nghiên cứu vấn đề người Hoa là cực kỳ tốt. Tôi đọc một cái bài báo của vấn đề Phật giáo và dòng chảy văn hóa của Jacques Buller nói ở khu vực Hội An thế kỷ 19, tôi thấy nó gợi mở rất nhiều vấn đề. Người Hoa luôn luôn đóng một vai trò quan trọng đời sống kinh tế chính trị xã hội của người Việt từ thời chủ Nguyễn cho tới giai đoạn hiện nay, thì vì vậy chúng ta cần phải nghiên cứu lĩnh vực này. Tôi cho rằng đó là một vấn đề rất là bức thiết. Cái vấn đề nữa là cái Phật giáo miền Trung lịch sử và những vấn đề đương đại, như hồi nãy chúng tôi đã nói có những vấn đề tôi không tán thành khi đọc những cuốn sách người kia vì nó viết một chiều, cho nên là chúng ta phải có những cái đào sới thêm vai trò của Phật giáo, rồi Phật giáo hiện đại từ giai đoạn 6 trước 75 cho tới bây giờ là như thế nào. Rồi một cái vấn đề nữa mà tôi cho rằng là nghiên cứu về các cái thành tựu của Việt Nam Cộng hòa ở trong các lĩnh vực thể chế, pháp luật, giáo dục, khoa học, văn hóa, và đặc biệt là giáo dục và văn học. Hai cái lĩnh vực này á, là tôi thấy có rất nhiều cái dư địa rất là lớn cho các nhà nghiên cứu, nhưng mà hầu như không ai làm vì sợ đụng quan liên quan đến chính trị. Tôi sẽ nói cái phần rào cản phía sau. Và một cái vấn đề nữa mà tôi cho rằng là những nhà nghiên cứu của chúng ta, trong đó có những nhà xã hội học, nên quan tâm, đó là cái vấn đề di dân của người miền Trung đi tới các trung tâm đô thị trong giai đoạn vừa qua, và sau Covid, sau đại dịch thì vấn đề di dân ngược trở lại thì nó như thế nào. Đấy là cái mà chúng ta phải nghiên cứu. Nhưng nghiên cứu này rất là bổ ích, có thể góp phần cho chính quyền để giải quyết các cái vấn đề mà di dân hậu đại dịch, di dân trước đại dịch nó khác, và bây giờ xu hướng ngược trở lại, di dân ngược, thì chúng ta cho rằng, tôi cho rằng là phải tổ chức nghiên cứu vấn đề này một cách thấu đáo, nghiên cứu. Thế thì đó là những cái hướng mà tôi cho rằng là có thể gợi mở cho những ai đó muốn đi tìm nghiên cứu. Và tôi cũng có thể nói là mạnh dạn rằng những cái đề tài này xin tài trợ cho các cái chính quyền địa phương thông qua các ba đợt là các sở khoa học công nghệ, nó rất là dễ, và chúng ta có thể làm những cái việc đó để phục vụ cho địa phương, nhưng mà phục vụ cho cái hướng nghiên cứu khoa học rất lâu dài về sau. Chúng ta biết có cái quyển sách của anh Eric Ham ở Đại học Phó khoa Nhân học của Đại học Yale, anh nghiên cứu về cái quá trình đô thị hóa ở phía Nam Sài Gòn, và quyển sách đó là quyển sách rất là tốt, như là một định hướng, và từ cái quá trình đô thị hóa nó tác động tới đời sống của khu vực Nam Sài Gòn, thì nó dẫn đến cái người dân họ chịu những cái chính sách gì, trong đó cái vụ mà gọi là giọt nước mắt Thủ Thiêm là những cái vấn đề được đặt ra từ trong quyển sách của anh đó. Thì tôi nghĩ rằng ở đây chúng ta có những nghiên cứu sớm như vậy, chúng ta có thể chỉ ra cho chính quyền những cái bài học mà chính quyền cả địa phương có thể biết để né tránh, để tránh những cái bài học giống như Thủ Thiêm mà đã xảy ra trong thời gian vừa qua. Một vấn đề thứ hai mà chị hỏi là các cái ưu thế và các cái rào cản. Tôi xin nói ngắn gọn với thời gian có nhiều. Ưu thế thì hiện nay là lớp trẻ là có rất nhiều điều kiện để tiếp cận về các cái kho tri thức của nhân loại qua cái nền tảng internet, qua thời đại cách mạng công nghệ số, và qua các cái chính sách mới cởi mở của các thư viện ở nước ngoài. Trước đây làm rằng mà chúng ta có thể tới Yale, tới Harvard, tới vô trong cái thư viện Quốc hội Mỹ để đọc sách. Nhưng bây giờ họ có những cái phần mở, họ có giới thiệu và chúng ta có thể khai thác trực tuyến. Một trong những người làm cái việc này rất tốt là anh Phạm Hoàng Quân ở thành phố Hồ Chí Minh, bây giờ anh về Tiền Giang. Anh khai thác các kho dữ liệu được công bố của các cái thư viện này. Thì giới trẻ là có cái lợi thế làm việc đó. Giới trẻ có cái điều kiện để cải thiện năng lực ngoại ngữ. Như tôi nói hồi nãy là cái tài liệu tôi tìm kiếm 7 thứ ngôn ngữ khác nhau, giờ kể chữ Hán, giờ kể chữ Nôm, tiếng Việt, thì tất cả những cái đó đòi hỏi phải có năng lực ngoại ngữ để làm. Thì giới trẻ là có cái điều kiện làm việc đó. Cái ưu điểm thứ ba của cái giới trẻ trong nghiên cứu hiện nay đó là có khả năng hợp tác tốt giữa các cá nhân và các nhóm nghiên cứu khác với nhau so với người lớn. Và cái ưu điểm thứ tư là có khả năng liên kết trong vùng, trong nước và quốc tế. Những người trẻ là những người có thể tìm kiếm học bổng, tìm kiếm các mối quan hệ, tìm kiếm các cái đầu tư từ các cái tổ chức trong nước và quốc tế, thậm chí tư nhân phục vụ cho nghiên cứu. Thì đó là cái bốn cái ưu điểm lớn trong cái việc nghiên cứu khoa học ở miền Trung hiện nay mà giới trẻ có thể đảm đương được. Tuy nhiên nó có những cái rào cản sau đây. Cái thứ nhất, tôi nói thật là hiện nay là giới trẻ hiện nay nghiên cứu miền Trung là không có cả cái tinh hoa để dẫn dắt. Như thời của tôi là có các tinh hoa như thầy Vườn, thầy Tấn, mấy anh trẻ này. Nhưng mà bây giờ tôi tìm không ra tinh hoa. Nghĩa là những cái người mà có một cái kiến thức nền, có sự ám hiệu rộng lớn để dẫn dắt cho chúng tôi thì không còn nữa. Lý do là những người này bị lớn tuổi rồi mất, hoặc là họ không còn nhiệt huyết nữa. Bây giờ chưa quá tuổi rồi, bây giờ thì họ chẳng. Vừa ngoài ra thì trong những năm vừa qua, cho nên giáo dục Việt Nam đã đào tạo ra một loạt các giáo sư tiến sĩ, nhưng mà trình độ thì tôi nói thật rất là kém, quá kém, kém cho nên không thể làm tinh hoa dẫn dắt cho người khác được. Thậm chí
Tôi nói luôn, ở Huế có một cái vị phó giáo sư hướng dẫn một vị thạc sĩ, thì tôi thấy cái trình độ của vị thạc sĩ đó giỏi gấp chục lần cái vị phó giáo sư kia để làm cái luận văn. Thế thì làm rằng những người này là thành tinh hoa để dẫn dắt, thì tôi cho rằng đó là một cái rất là khó. Cái thứ ba nữa là những người này họ làm theo nhiệm vụ phân công, phải làm cho được hướng dẫn một hai cái luận văn thạc sĩ để được lên phó giáo sư, rồi một hai luận văn tiến sĩ để lên giáo sư. Cho nên thành thực ra họ đã đại sân, đã lộ ngành, có những cái lĩnh vực họ không hề biết, nhưng họ nhảy vô thì họ hướng dẫn cho đủ cái số lượng. Vì vậy cái công trình của các bạn đó nó rất là kém. Có những cái luận văn tôi đọc, tôi chẳng phản biện, tôi cũng hướng dẫn 10 cái luận văn thạc sĩ. Tôi đọc tôi nói là các bạn nên cấu con chưa rõ ràng, huống gì vấn đề mà tìm hiểu để nghiên cứu. Thì đó là một cái nhược điểm. Một cái nhược điểm nữa là cái tinh thần học thuật liêm chính của giới trẻ Việt Nam hiện nay rất là yếu. Trích dẫn lung tung, copy dán đủ tất cả các kiểu, không chịu nguồn, không chịu dẫn nguồn, và tôi phải dùng một chữ là gian dối trong kỳ nghiên cứu. Thì đấy là một cái thực tế, và những cái nghiên cứu của họ có những cái nó rất là tù mù, nó không có còn có cái tầm bao quát để có thể đặt cái vấn đề lớn. Rồi một cái quan trọng nữa mà tôi thấy đó là họ không dám chọn những cái đề tài khó, vì một là tính rủi ro cao, có nghĩa là nghiên cứu xong chưa chắc là công bố được. Ngày xưa khi tôi muốn làm về luận án tiến sĩ với thầy Vượng, và tôi định làm về người Chăm, về lịch sử văn hóa Chăm, thì thầy Vượng thầy bảo với tôi thế này: cậu nên đổi đề tài, tôi biết cậu làm luận án đại học là về gốm, thì cậu nên làm gốm tốt hơn, vì làm về Chăm thì phải nói thật, mà nói thật chắc chắn chứ cậu đã bảo vệ được, họ không cho cậu bảo vệ mà nói dối thôi làm gì cho mệt. Thôi thầy Vượng bảo tôi phải chuyển qua gốm nhưng không làm về về Chăm vì rất là khó để công bố, đụng chạm đến chính trị, đụng chạm đến vùng miền. Cái thứ ba nữa là cái thời gian nghiên cứu và cái tài chính là nó hạn chế, cho nên những cái người này họ khó triển khai sâu rộng, đi điền dạ cũng có thể làm khó, có thể đi làm điền dạ trên cái diện rộng, rất khó có cái mẫu nghiên cứu cho nó đầy đủ để đưa ra cái kết luận cuối cùng. Cho nên vì vậy những kết luận nó mang cái tính hơi hợp. Cái thứ ba, vừa đi làm nghiên cứu nhưng mà vừa lo cái công việc mưu sinh, lo gắn về nhiệm vụ của cơ quan, cho nên nó không có cái tính toàn tâm toàn ý đi vô trong để làm. Cái thứ tư nữa là cái khả năng ngoại ngữ tuy tốt hơn thế hệ cũ nhưng vẫn còn rất là kém so với là các cái bạn trẻ ở hai đầu đất nước. Tôi nhìn những cái bạn trẻ của tôi quen biết ở khu vực Hà Nội và Sài Gòn thì họ làm rất là tốt. Hôm nay tôi thấy có anh Bùi Việt Thanh chẳng hạn, anh là người ở thành phố chúng đang làm ở Harvard, là mới qua, thì đó là những người có năng lực ngoại ngữ tốt. Tôi nhìn quanh nhìn quốc tôi cho thấy bạn trẻ nào ở Huế mà có thể đi làm fellowship hoặc là đi làm cái fellow scholarship ở tại các cái nước cả, chủ yếu là khu vực Sài Gòn và Hà Nội. Rất nhiều bạn trẻ ở Hà Nội là đi làm tới ở bên Nhật, ở bên Mỹ, ở các cái trường Harvard, Yale, Chin rồi vân vân. Nhưng ở Huế thì như là tôi chưa thấy có thầy Thông, có thầy Đăng, Phan Đăng là những thầy lớn tuổi, còn giới trẻ chưa thấy ai cả, mặc dù có học vị tiến sĩ. Thì đang một trong những cái đó là cái khả năng nghiên cứu, cái lập đề tài họ chọn nó không hấp dẫn. Ngay cái chuyện đi Fulbright thì tôi thấy rằng là rất ít bạn trẻ mà toàn những người lớn lên tuổi cả, trong đó cái Fulbright là đâu của giới hạn, kể cả thạc sĩ vẫn đi Fulbright được cơ mà, thế đi, đi làm scholarship đi mà là học giả được cơ mà. Thế nhưng mà rất nhiều người của trong chúng ta chưa nghĩ đến cái vấn đề đó mà làm những cái nhiệm vụ nghiên cứu như là gọi là nhiệm vụ của cơ quan giao phó, chứ không phải là nghiên cứu theo cái hướng nghiên cứu đích thực và đam mê. Và một cái cuối cùng mà tôi cho là họ không dám vượt qua cái đá cái đề, họ sợ cái công trình nghiên cứu của họ là việc ra sẽ bị cái đá cái đề soi, và vì vậy mà họ hạn chế. Như tôi chẳng hạn, khi tôi bắt đầu viết cái bài đầu tiên năm 1991, viết về những cái pho tượng Phật ở trong chùa Thiên Mụ, tôi đã công bố lên là một vài người nghiên cứu bảo để cái gì mà viết ông An, ông Tường, ông đồ đó, ông Đặc Xung đó còn chưa ăn thua, mày mới ra trường 2 năm việc gì mà viết. Nhưng mà tôi nghĩ không, tôi tìm ra những chỗ sai của các vị kia và tôi viết lại những cái cụ thể là bằng chứng, hoặc là chỗ thiếu của các vị kia nghiên cứu một cái gì đó mà vẫn có để lại những cái chỗ mà chúng ta có thể lén vào đó, chúng ta có tìm ra những cái việc đó. Thì tôi thấy nếu chúng ta mạnh dạn đi theo hướng đó thì vẫn tìm ra được những con đường đi rất là tốt, rất là hấp dẫn. Vì vậy tôi mới viết được những cuốn sách mà tại bạn 5 6 lần. Nhưng mà nếu chúng ta cứ sờ bỏng cái đá cái đề che, phải không dám học trò, không dám vượt qua thầy, thì chắc chắn là các bạn sẽ bị thui chột dần dần. Thì đó là một cái hạn chế. Ngoài ra thì có một cái phần nữa là tôi thấy là cái kiến thức liên ngành của đối với các bạn rất ít. Bạn nó học ngành nào thì biết ngành đó. Nên chúng ta nói bây giờ trong giai đoạn hiện nay muốn học, muốn nghiên cứu về sử thì phải biết về văn hóa, phải biết về Hán nôm, phải biết về dân tộc học, biết về cổ vật, rất nhiều thứ để liên quan tới với nhau. Tôi hay nói đùa là mấy bà Hán nôm gì tự hào,
là dịch văn bản đó đúng 100%, trên mấy bài học sử, bài học cổ là dịch văn bản đúng có 80% thôi. Nhưng tôi nói không, từ 80% dịch đó nó không sắc sảo, nhưng chúng tôi đã vẽ ra được cả một cái bối cảnh kinh tế xã hội của cái giai đoạn đó. Cái đó mới là cái quan trọng, mà cái đó là cái tri thức liên ngành. Cho nên chúng ta không nên đề cao một lĩnh vực nào, chúng ta chọn cái đó là cái lĩnh vực chuyên sâu của mình, nhưng chúng ta phải sử dụng kiến thức liên ngành để chúng ta làm. Cái thứ hai là các bạn trẻ chúng ta chưa chấp nhận ý kiến đa chiều, mình đang làm thế này có một chiều là ngược trở lại, cái đó đâu là mình cảm thấy khó chịu, mình cảm thấy là cái hướng nghiên cứu như vậy đúng, thậm chí là cấm kích, thậm chí là bỏ cuộc, thì tôi cho rằng cái đó không nên. Chúng ta phải chấp nhận hết tất cả các ý kiến. Vừa rồi chúng tôi có theo dõi cái cuộc tranh luận của anh Lưu Hải Khôi ở đây về cái vấn đề chính phủ Trần Trọng Kim với cụ Huy Hà Vũ. Tôi quan tâm là không phải bài viết của anh Khôi, mà tôi quan tâm các cái comment của những cái người viết khi tôi đăng cái bài đó lên, thì rất là nhiều chiều. Thế nhưng á, mà những cái chiều của các bạn trẻ thì chủ yếu khen là chính, là ok, cái là tốt, thế này hay. Nhưng mà hay cái gì thì ai chỉ dẫn, chỉ có những cái người trí thức lớn tuổi, trong đó có những anh ở miền Nam, có những anh ở hải ngoại, mà lật qua lật về, ông Vũ nói như thế đúng hay không, ông Khôi phản biện như thế đúng hay không, rồi tất cả các thứ trao đổi. Nhưng mà các bạn trẻ của chúng ta là hoặc là khen và một câu rất hay rồi thôi hết. Và tôi hỏi, tôi có hỏi một bạn hay cái gì nói cho tôi nghe có thử, thì cũng thấy ai nói cả. Tôi cho rằng đây là một cái yếu mà tôi gọi là thiếu tinh thần phản biện đó, là cái đó. Thì đó là những cái rào cản trong giai đoạn này mà tôi đã tự nhìn ra. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Thực sự là những cái gợi ý của anh về những cái đề tài nghiên cứu cho những cái hướng, những cái nghiên cứu, những cái tiếp cận nghiên cứu mới đấy, thì rất là bổ ích. Cũng như là khi mà anh chỉ ra được những cái nguyên nhân, những cái rào cản, thì được phải nói là rất là thẳng thắn và rất là trúng vào cái vấn đề hiện nay. Thì thực sự là ở nhân đây thì với có rất là nhiều các bạn khán giả tham gia là những nhà nghiên cứu trẻ, thì chúng tôi cũng rất là muốn được gợi mở thêm, được hy vọng là các bạn sẽ có thêm được những cái cảm hứng để tiếp tục cái con đường nghiên cứu đó. Bởi vì thực sự như anh Sơn vừa nói, và tôi cũng xin bổ sung thêm, là có rất là nhiều các cái chủ đề nghiên cứu hấp dẫn. Thực sự là khi mà như chúng tôi nghiên cứu đứng ngoài miền Trung và nhìn về miền Trung, thì sẽ thấy là có rất là nhiều các vấn đề còn phải nghiên cứu nữa. Nếu mà các bạn quan tâm đến những cái vấn đề nghiên cứu về lịch sử hiện đại đấy, thì ngoài những cái vấn đề mà anh Sơn nói, thì tôi còn thấy có một cái hướng nghiên cứu rất là hay, mà hiện nay rất là gọi là mới mẻ đối với Việt Nam, nhưng thực ra đã được nghiên cứu rất là nhiều ở ngoài Việt Nam. Đó là hướng nghiên cứu mà khi mà các bạn đi nghiên cứu điền dã và phỏng vấn trực tiếp ở trong lịch sử, thì đó gọi là phỏng vấn lịch sử cuộc đời đó, lịch sử truyền khẩu đó, oral history. Còn ở trong nhân học thì đó là một cái nghiên cứu tham gia phỏng vấn tham dự đó. Thì tất cả những cái đó làm cho những cái nghiên cứu của các bạn là có cái tiếng nói từ bên trong, thay vì là những cái nhà nghiên cứu mà chỉ tưởng tượng về cái việc, cái vấn đề mà các bạn đang nghiên cứu ở ngoài nhìn vào. Ngoài ra thì có rất là nhiều các cái mảng nghiên cứu về xã hội, về văn hóa, mà như vừa rồi anh Sơn có gợi ý rất là nhiều các cái chủ đề cụ thể đấy, thì thực sự là còn rất nhiều các khoảng trống mà cần đến những cái nhà nghiên cứu trẻ và những cái người nghiên cứu sau này là liên tục cần phải đi tiếp, cần phải tìm tòi tiếp theo và cần phải khám phá tiếp nữa. Thời gian của chúng ta không còn nhiều, thì tôi rất là muốn dành cái khoảng thời gian còn lại để được có những cái lắng nghe những cái câu hỏi từ phía những cái người tham dự của cái buổi trò chuyện ngày hôm nay. Vâng, xin mời tôi nhất trí. Các bạn có thể ghi cái câu hỏi của mình vào phần Q&A, là cái phần câu hỏi và trả lời ở là một cái chức năng ở dưới cái thanh công cụ dưới ở phía dưới đó, hoặc là các bạn có thể ghi ngay vào phần chat và tôi sẽ Hướng sẽ đọc và mình sẽ trả lời. Ok. Xin mời các ý kiến của các bạn, ai tham gia có câu hỏi gì, chúng ta trao đổi thêm cho vui. Các bạn có thể dùng cái chức năng là giơ tay ạ, raise hand, và tôi nghĩ là chúng ta có thể tức là các bạn có thể tham gia, các bạn có thể nói, tuy là không có hình nhưng các bạn có thể hỏi câu hỏi trực tiếp ạ.
Có phải là bạn Nguyễn Minh Phương có câu hỏi không ạ? Anh Khôi có thể bật các chức năng nói cho các bạn tham dự được không ạ? Anh có thể bật cho từng bạn hoặc là bật cho tất cả các bạn. Anh nghĩ là anh Và hiện biết nay là bạn Nguyễn Minh Phương đang có giơ tay, không biết là có thể là có câu à hỏi Nguyễn Minh Phương à. và Xin có nhận xét gì ạ? mời ạ. Dạ chào anh Sơn, anh có nghe em nói không anh Sơn? Có nghe, có nghe, nói đi, hỏi đi. Vâng. Dạ. Chào anh Sơn, chào quý anh chị, em xin nói nhanh bởi thời gian ít. Thứ nhất là phải nói rằng cái buổi này rất là bổ ích đối với một người mà học sử như em, mà lâu nay mà có một cái tổng quan như vậy em chưa tốt, huống hồ gì hôm nay rất là tốt, cho nên em không có câu hỏi, em chỉ có ý kiến thế này. Thứ nhất á, là sau cái buổi này thì anh Sơn có thể là giúp cho cái bài và phát biểu của anh lúc đầu tiên giống như một cái tổng quan về các tài liệu nghiên cứu, có thể đăng tải cách công khai để mọi người có thể trên đó mà có một cái đường link, đường dẫn tìm đến các tài liệu để bổ sung các việc tài liệu của mình, đỡ đi một cái thời gian mà mài mò. Mà việc này anh đã làm rồi, tốn công sức của anh rồi, bây giờ mọi người có thể kế thừa được cái thành quả đó. Rất nhiều tài liệu mà rất là nhiều người không hề dễ, cũng những người mà chuyên sử cũng không phải dễ là có được cái tài liệu cũng như là biết đến. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là đây giống như một cái mầm mở đầu mà có rất là nhiều người có cơ hội để làm quen, để tìm hiểu với nhau, và chúng ta thấy rằng cái món đề tài này, món đề tài vô cùng hấp dẫn và có rất là nhiều người quan tâm chứ không phải là không quan tâm, nhưng mà cũng có nhiều cái điều kiện, nhiều cái mà anh Sơn nó vạch ra, cho nên vấn đề nghiên cứu chưa phải là tốt. Thì sau này có điều kiện đó là ban tổ chức chúng ta với chỗ chị Hương, anh Khôi, anh Sơn ấy, có thể là tạo nên một cái kênh nào đó. Bây giờ việc thông tin liên lạc không phải là quá khó, cho nên có thể một cái group, cái nhóm gì đó, những ai quan tâm có thể liên vào đó, có thể là hỗ trợ cùng nhau tìm kiếm, chia sẻ với nhau về tư liệu, về định hướng vân vân. Thì cho thành đây là một cái diễn đàn rất là sôi nổi và rất là bổ ích. Đây và sau qua đó thì chúng ta thấy được buổi hôm nay là như một cái đốm lửa, nó nhen nhóm lên nhiều vấn đề và nó giống như tiếp tục nó thắp sáng cái niềm đam mê cho cái vấn đề này. Thật ra có rất là nhiều người quan tâm nhưng mà cái điều kiện, cái khả năng, cái chừng mực của nó, mà để nếu như nhiều người cùng cộng tác lại với nhau tạo nên một cái nhóm, một cái liên kết thì chắc chắn là điều rất là bổ ích. Chỉ có hai ý kiến như vậy. Một lần nữa nó rất khách quan, nó cỡ mà cái ra một vấn đề mình rất suy nghĩ, là phải nói rằng cái buổi hôm nay thời gian đáng tiếc là ít nhưng mà phải nói rằng hết sức là bổ ích. Cảm ơn anh Sơn, cảm ơn chị Hương, anh Khôi, cảm ơn tất cả quý thầy cô anh chị các bạn. Hy vọng là chúng ta sẽ có được một diễn đàn tiếp theo, nhiều diễn đàn nữa cùng hỗ trợ với nhau trong một niềm đam mê này. Phương xin hết ý kiến của mình ạ. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn ý kiến của anh Phương. Thì tôi có cái khung cái này 20 mấy trang, tôi có thể gửi cái file này cho anh để anh có thể tham khảo. Nhưng mà về lâu dài để việc thành một cái bài đăng tải thì nó phải là tất cả 100 trang, những cái việc tổng tổng quan cái này thì cần phải có thời gian, thì tôi sẽ xem xét thêm sau. Ở đây có ý kiến của hai người, tôi xin trả lời luôn và gửi nhắn được, được không Hương? Nhưng tiếng một cái Vâng, câu cảm hỏi ơn. là của anh Vũ Đức Liêm. Liêm hỏi là xin anh Sơn cho biết một chút về tiềm năng nghiên cứu các hiện vật văn hóa khảo cổ học kinh thành Huế trong việc phục dựng lịch sử Vương triều Nguyễn thế kỷ 19. Về câu này thì tôi có thể nói thế này. Thứ nhất là quần thể di tích Huế hiện nay thì đang được đặt dưới sự quản lý của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế. Và trung tâm này có hai cái đơn vị, ba đơn vị trực tiếp liên quan tới cái câu hỏi của bạn. Đó, thứ nhất là phòng nghiên cứu hướng dẫn, là nghiên cứu viên nguồn sử liệu để phục vụ cho cái việc tiền trùng tu, tiền bảo tồn phía trước, tức là nghiên cứu trước. Cái thứ hai là cái đơn vị là cái phòng thiết kế mà gọi là ban quản lý dự án, có một cái bộ phận trưởng vẽ kỹ thuật thì họ thực hiện các cái đó ra, họ làm tìm các cái đơn vị để tổ chức để lập ra các dự án trùng tu. Và cái thứ ba là đơn vị nghiên cứu thứ ba là của Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, thì bảo tàng này cũng có một nhóm anh em nghiên cứu liên quan tới các vấn đề về di vật ở trong đó, để tất cả những cái này để góp vào cho cái việc, một không chỉ là cái việc trùng tu mà hai là trùng tu xong rồi thì phải tái hiện nó như thế nào, giống như câu hỏi của bạn gọi là phục dựng lịch sử, thì phải phải nghiên cứu để đưa những cái hiện vật có cái có bản gốc, có cái phải làm bản sao và có cái là phải dùng công nghệ nào để đưa vô để làm cho cả cái di tích nó phải sống động trở lại. Thì đó là cái công việc mà hiện nay Trung tâm Bảo tồn Di tích của Huế đang làm và đã liên kết với rất nhiều nước ở trên thế giới để thực hiện, trong đó Nhật Bản và Hàn Quốc và Pháp là những đối tác hàng đầu đối với di tích Huế trong mấy chục năm vừa qua.
để phục dựng lịch sử. Cái một cái nữa là Trung tâm Bảo tồn Di tích Huế là có lẽ là đơn vị đầu tiên mà tổ chức cái việc khai quật khảo cổ học cả cái di tích một cách quy mô, có một cái chiến lược khai quật từ khoảng năm 2000 trước năm 2002 và ở luật năm 99 là đã tiến hành rồi cho cái bởi di tích Cung Dương Thọ, và bây giờ nó đã có một cái bản đồ khảo cổ học các di tích Huế, thì đó là cái nền tảng rất là lớn để cho cái việc mà nghiên cứu và tiến hành tái hiện phục dựng các cái di tích trong cái giai đoạn tương lai. Tuy nhiên vấn đề này nó còn tùy thuộc vô hai vấn đề. Một là nguồn lực, thì chúng ta được biết chính phủ đã có hai cái nghị định, một nghị định tôi nhớ tên là nghị định 175 thì phải, là của thời Thủ tướng Võ Văn Kiệt, là dự kiến cấp cho Huế là một cái khoản tiền để mà trùng tu, và khoản tiền đó là làm chưa xong, thì sau đó có một nghị định mới là được ký bởi Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, là dự định là sẽ đầu tư cho Huế khoảng 3.000 tỷ. Nhưng đến bây giờ thì cái phần giải ngân tôi không rõ lắm, nhưng mà nghe phăng phăng là chỉ khoảng được 1/10 để mà lo cái công việc đó, chứ cũng có thể mà để làm hết. Cái thứ hai nữa là nhân lực, cái nguồn nhân lực trình độ cao để việc trùng tu là hiện nay rất là khó khăn. Vì vậy mà trong quá trình trùng tu các di tích vừa rồi ấy, thì có rất nhiều tranh cãi, ví dụ như trùng tu cái di tích Lâu Kiến Trung là tranh cãi, và sau đó thì đã chúng tôi từ trong Đà Nẵng ra, rồi anh mấy nhóm của tạng mạng kiến trúc từ trong Thành phố Hồ Chí Minh ra cũng đã góp ý, và họ đã đang tiếp thu để sửa sai. Vì vậy mà bây giờ các họ chuẩn bị trùng tu cái di tích Điện Thái Hòa hay là trùng tu cái di tích Thái Miếu, thì họ đã tiến hành các cái bước khảo cổ học và quan tâm hơn các ý kiến phản biện của các nhà khoa học, chứ không phải chỉ giao khoản cho một đơn vị trùng tu. Và thì đó là những cái hướng mà tôi cho rằng là đang thay đổi, đang chuyển biến và có khả năng tốt trong quá trình phục vụ cho việc trùng tu di tích Huế. Tuy nhiên phấn đấu để đạt được như cái nghị định, tôi nhớ rằng nghị định 105 TTR của Thủ tướng Võ Văn Kiệt ký vào năm 1996 thì trả lại cho Huế cái thời kỳ hoàng kim, thì tôi nghĩ cái việc đó cũng khoảng 20 năm nữa mới có thể làm được. Vì nhân lực tiền có thể huy động được, nhưng mà nhân lực nghiên cứu một cách bài bản thấu đáo và tay nghề cao thì rất là khó. Đó là lý do khi tôi còn làm đó, tôi có đề nghị một lần là Trung tâm Bảo tồn Di tích cổ đô Huế nên tổ chức như Na Bun Ken, tức là viện nghiên cứu NARA, là còn cái việc mà quản lý thì nên dành cho cái việc khác, nhưng mà tập trung ưu tiên cái công việc bảo tồn và trùng tu như cái viện nghiên cứu quốc gia NARA ở tại Nhật Bản, ở Na Bun Ken, thì mới có thể đáp ứng được cái công việc như kỳ vọng của mọi người. Cảm ơn anh Sơn. Hiện nay chúng ta có hai câu hỏi tiếp theo từ trong phần chat ạ. Cũng như là có hai câu hỏi ở trong phần Q&A. Thì thời lượng của chúng ta thực sự là hiện nay là đã quá cái giờ mà chúng tôi dự định là buổi trò chuyện hôm nay sẽ kết thúc trong vòng 1 tiếng đồng hồ, 1 tiếng 30 phút thôi. Nhưng mà rất cảm ơn các bạn là hiện nay vẫn còn rất nhiều các bạn đang ở lại vì sau hết giờ rồi. Thì mong anh Sơn có thể trả lời một cách ngắn gọn. Hiện nay chúng ta có 4 câu hỏi, 2 câu ở trong phần chat và 2 câu trong phần Q&A ạ. Vâng. Mời chị đọc đi. Được không? Ở trong các bạn Trần Vân Anh có muốn hỏi anh về giải pháp nào quan trọng nhất để thay đổi cái hiện trạng nghiên cứu khoa học xã hội nói chung và cái nghiên cứu sử học dành cho các bạn nghiên cứu trẻ hiện nay ạ? Cái này thì tôi nghĩ là dùng chỉ giải pháp thì nó rất là khó, là bởi vì bản thân của chúng ta chỉ có thể nêu ý kiến thôi. Còn cái vấn đề mà giải pháp là có cả cái cơ quan chức năng. Tuy nhiên á, về tôi nghĩ rằng là một là chúng ta phải đối với cá nhân tôi là lựa chọn những vấn đề nghiên cứu mà đang rất là cần thiết cho cái địa phương hay là cho vùng, là gắn chặt cái nhiệm vụ cái nghiên cứu của mình với các cái nhiệm vụ mà địa phương và cái vùng quan trọng, thì chúng ta sẽ dễ được tạo sự đồng thuận. Cái thứ hai và chúng ta mạnh dạn trong nghiên cứu, chúng ta không nên đặt ra vấn đề nghiên cứu cho hoàn thành cái đề tài, mà chúng ta có thể là nghiên cứu để đặt ra một cái hướng, từ hướng đó mới triển khai các cái nhánh các nghiên cứu khác. Chứ còn nếu chúng ta cứ đặt ra một mục tiêu là đến ngày nọ tháng nọ chúng ta phải làm xong đề tài kết thúc để nhận một cái khoản tiền đầu tư, thì cái đề tài đó nó sẽ không có bao giờ mà nó đạt được cái mục tiêu mong muốn của mình. Và cái sau cùng nữa thì tôi cho rằng cái sự dũng cảm của các nhà nghiên cứu là rất quan trọng. Dũng cảm đây là cái gì? Chúng ta dám chọn đề tài khó. Nếu như chúng ta không công bố được ở tại đây thì chúng ta sẽ có một môi trường khác, chúng ta sẽ công bố tại các hội thảo quốc tế và tạo nền tảng. Nhưng cái này là chỉ có ích chứ nó không có hại chí cho cái địa phương hay hại cho chính thể, thì chúng ta không có phải lo lắng. Tất nhiên cái ý kiến của chúng ta có thể trái ngược
về ý kiến của một vài vị lãnh đạo hay trái ngược với một vài vị tiền bối của mình. Nhưng mà học thuật là phải như vậy, còn nếu không thôi thì nó sẽ không bao giờ có cái tính mới ở trong cái vấn đề kia. Và cái thứ ba nữa là chúng ta phải tôn trọng cái phương pháp nghiên cứu, bởi vì nếu chúng ta không có phương pháp nghiên cứu đúng, chúng ta làm một cách quá quýt, làm cho có, thì cái thành quả công trình nghiên cứu của quý vị, của các bạn nó sẽ không đạt như mong muốn, và thậm chí người ta ngờ vực cái câu chuyện. Như tôi nói, khi tôi được mời qua nói chuyện về chính sách ngoại giao của nhà Nguyễn ở tại Đại học Yale, tôi rất là dựa vào các sự liệu Việt Nam và có dẫn tài liệu của cụ Bùi Viện đi Mỹ, thì ngay lập tức là ông Davis Bradley ông bảo ông có chuyện đó, tao tìm hết đó. Thì xong nhìn qua thì Edith Ham cười, cũng tao cũng không có. Xong đó tôi phải ngồi ở trong cái thư viện Quốc hội Mỹ 3 tháng, tôi mò hết tất cả các thứ, hầu như không có. May vừa rồi đọc cái tài liệu của anh Nguyễn Duy Chính gửi, thì té ra cụ không đi Mỹ, cụ đi Hồng Kông, rồi từ Hồng Kông cụ vô Đại Lục có lên Yên Kinh. Thì tất cả những cái việc đó, như chúng ta có một phương pháp sai, chúng ta không thẩm định tư liệu tốt, thì chúng ta sẽ dẫn cái kết quả nghiên cứu của chúng ta đi sai lạc, đi theo một con đường khác mà chúng ta không dám nhận lỗi, không dám nhìn nhận cái vấn đề nào ra, thì tôi cho rằng là rất là khó. Cho nên tôi dùng chỉ dũng cảm là như vậy để trả lời. Mời câu hỏi thứ hai. Vâng, thực sự là những cái gợi ý của anh Sơn là hay là những cái ý kiến của anh đấy để mà góp phần vào cái việc là giải pháp để thay đổi cái hiện trạng nghiên cứu khoa học xã hội nói chung đấy, thì thực sự là còn rất là nhiều các cái vấn đề, và hy vọng là những cái buổi trò chuyện như thế này thì sẽ gợi mở cho nhiều những cái bạn nghiên cứu trẻ, là các bạn có thể được thêm cảm hứng, được thêm sức mạnh để các bạn có thể tiếp tục nghiên cứu nhiều những cái đề tài gọi là khó hơn so với những cái hiện trạng hiện nay mà chúng ta có. Thì anh Sơn, khi mà anh nói về cái việc mà anh đã từng đi nước ngoài, anh có thể gợi ý một vài cái thư viện ở nước ngoài, những cái kho tư liệu ở nước ngoài mà ở đây thì chúng ta nghiên cứu là tập trung về nghiên cứu về miền Trung đấy, thì anh có thể giới thiệu một vài cái nguồn tư liệu ở ngoài Việt Nam không ạ? Thì tôi thấy thứ nhất ở miền Trung mà cái thư viện tôi mong muốn nhất, khá thật nhiều nhất là Đông Dương Văn Khố là ở Tokyo, nhưng mà cái đó phải trả tiền. Đi làm tại đó thì nghiên cứu nhiều và phải trả tiền, và họ công bố các cái link của họ để cho mình khai thác. Cái thứ hai là tôi cũng nhỏ nhờ người quen và tôi tới thư viện Đại học Tokyo thì có rất nhiều tài liệu về miền Trung rất hay, lưu trữ ở tại đó rất là tốt. Đại học Osaka cũng rất là tốt, nhưng mà những cái đó thì các bạn phải vô trong thư viện và sẽ có xin cái quy chế để mà làm thành viên, tôi chưa rõ là như thế nào. Tuy nhiên tôi thấy có ba cái thư viện mà có hai dẫn các cái link để công bố công khai lên ở trên đó, đó là thư viện Đại học Yale, thư viện Harvard Yechin và thư viện Quốc hội Mỹ. Họ luôn luôn có những cái phần mà chúng ta có thể vào được, có những kho tư liệu công bố rộng rãi, chúng ta có thể tìm được. Bây giờ link có một bài đề nghị tôi gửi link thì tôi thấy là vì nó có một link, nó có đại diện được, mình lên trên Google mình search cái nào vô, trong đó nó có rất nhiều cái sơ đồ cấu trúc, mình đi tìm từng phần một, và lâu lâu họ có các cuộc tọa đàm online, họ mở ra những cái kho này kho nọ họ giới thiệu, thì chúng tôi là có thể đi vào cái việc đó để tìm. Cái này đòi hỏi là mất công một chút, nhưng mà chúng ta đã vô được một lần và chúng ta có được cái email thì họ sẽ gửi cái email, cái đường dẫn, họ có tổ chức tọa đàm thì họ gửi thường xuyên vô email của mình đăng ký thành viên thì sẽ tiếp nhận được các cái thông tin đó. Thì đó tôi thấy là tôi khai thác được khá nhiều thông tin từ viện Harvard Yechin, thậm chí cả cái kho tư liệu là cổ văn quý hiếm ở trên lầu năm, tôi vẫn lấy được và tìm được rất nhiều tài liệu rất là hay. Họ rất là cởi mở, và lâu lâu họ có một cái chương trình họ công bố là những cái tọa đàm về những kho này là mở, kho kia mở, với tất cả các thứ. Chúng ta sẽ lần vào đó, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm, trước hết phải vô trang web của họ rồi đã, từ trang web đó mới vô cái sơ đồ cấu trúc của họ, tìm tới các cái tiểu bang, tiểu cái phần chúng ta tìm. Bởi vì như thư viện Quốc hội Mỹ là lớn nhất thế giới, mênh mông tư liệu, không thể một cái link mà có thể giải quyết được các vấn đề như bạn mong muốn được. Chúng ta phải tự tìm kiếm bằng cả địa chỉ như vậy thôi. Còn cái khó mà tôi cho rằng liên quan tới Huế, miền Trung này nhiều nhất, theo tôi nghĩ là Toyo Bunko, Đông Dương Văn Khố. Tài liệu đó rất nhiều, rất quý. Thứ hai nữa là ở tại Viện Đông Bắc cổ Pháp ở tại Paris, tôi đã gặp ở đó, vô đó đã gặp rất nhiều các cái nhà nghiên cứu ở trong đó, và họ cho tôi khai thác khá nhiều tài liệu tương đối thuận lợi. Xin mời câu hỏi tiếp. Thực sự là cái nguồn tư liệu mà nghiên cứu về miền Trung ở nước ngoài đấy, ở ngoài Việt Nam đấy, thì cũng có rất là nhiều, nhưng mà thực sự là nếu mà các bạn có những cái chủ đề nghiên cứu cụ thể, cũng như là cái bạn phải có một cái khả năng ngoại ngữ nhất định để các bạn có thể tự tìm bây giờ cái nguồn tư liệu gợi mở trên internet thì rất rất nhiều.
Và nếu mà các bạn có những cái chủ đề nghiên cứu cụ thể và khi đó là các bạn vào những cái kho tư liệu, những cái thư viện, những cái kho trung tâm lưu trữ, thì các bạn có thể trực tiếp liên hệ với họ và họ nếu mà các bạn thấy là họ có những cái nguồn tư liệu mà các bạn quan tâm. Thì thực sự là ở châu Á thì tôi nghĩ chắc chắn là như anh Sơn nói giới thiệu là ở Nhật hay ở Trung Quốc, ở Đài Loan, rồi cũng như là ở các cái kho tư liệu ở Đông Nam Á, cũng như là nguồn tư liệu ở Amsterdam, nếu các bạn biết có cái kho nghiên cứu ở Đại học Leiden, rồi ở kho nghiên cứu về kho lưu trữ về Đông Dương thời thuộc Pháp ở Aix-en-Provence, ở ở Thư viện Quốc gia Pháp. Cũng là những cái nguồn mà rất là có rất là nhiều các cái nguồn tư liệu lớn. Và hơn nữa là ở Mỹ thì như anh Sơn vừa giới thiệu, các nguồn các trường đại học ở bên Mỹ này đều kết nối vào một cái mạng lưới thư viện, liên thư viện trên toàn cầu. Khi mà các bạn có những cái nguồn tư liệu cụ thể mà các bạn có thể tìm được một vài cái thư viện nhất định ở đâu đó có đấy, thì đều các bạn đều có thể tìm cách để liên hệ trực tiếp và hỏi trực tiếp về cái nguồn tư liệu đó. Vâng, anh Sơn muốn bổ sung ạ. Tôi muốn bổ sung thêm là trong cái quá trình mà đưa cái đoàn làm phim của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đi làm phim về Biển Đông, chúng tôi đoàn làm phim thì đi 7 nước nhưng mà tôi đi khảo sát cho nên tôi đi tới 11 nước, thì chúng tôi có rất nhiều cái link về các cái thư viện ở Hà Lan như là chị Hương nói, tôi quên mất, tôi có Amsterdam, Bồ Đào Nha, tất cả những cái link đó thì tôi đã copy, thì bạn nào đó sẽ chút nữa là gửi cái tin nhắn vô lên chỗ Facebook của tôi, gửi địa chỉ email, tôi sẽ gửi cái đường link những cái đó vô cho các bạn thêm. Có những cái ở tại Thư viện Quốc gia Pháp, Richelieu, rồi có những cái ở tại Bồ Đào Nha, rồi Văn khố Quốc gia Bồ Đào Nha, rồi Thư viện Hà Lan, rồi ở tại Amsterdam hoặc là ở tại Đen Haag, rồi chúng tôi cũng có những cái đường link như vậy. Một số cái của các cái trung tâm nghiên cứu ở Nhật, thì tôi có tập hợp một bảng các địa chỉ, các số điện thoại, thì tôi sẽ gửi cái file này vào email cho quý vị nào đó có nhu cầu. Vâng, cảm ơn anh. Chúng ta còn ba câu hỏi rất là cụ thể về một số cái đề tài cụ thể mà các bạn khán giả ở đây quan tâm, chẳng hạn như là về tiềm năng nghiên cứu và nguồn tài liệu để nghiên cứu về vùng đất Bình Thuận, hay là có một bạn đang nghiên cứu về di sản văn hóa biển đảo với việc phát triển du lịch tại Quảng Ngãi, hay là một cái câu hỏi khác về thời Chăm và thời Chúa Nguyễn, đầu triều Nguyễn Quảng Nam Đà Nẵng, có những cái nghiên cứu về các cái trung tâm xưởng, địa điểm đóng thuyền lớn. Thì tất cả cái câu hỏi này, các cái câu hỏi của các bạn đều rất là hay, nhưng mà vì thời gian của chúng ta có hạn và lại câu hỏi rất là cụ thể, nên là xin được nhờ các bạn là hãy gửi câu hỏi này trực tiếp tới anh Trần Đức Anh Sơn qua Facebook hoặc là qua email, và các bạn chắc chắn là các bạn sẽ nhận được một cái câu trả lời cụ thể hơn và đầy đủ hơn. Thì cái buổi nói chuyện của chúng ta ngày hôm nay đấy thì đã được thu hình, ghi âm lại, và cái đường link về cái video này sẽ được post lên trên mạng, và khi đó đấy thì mong các bạn là sẽ nếu mà còn các bạn nào mà cảm muốn theo thăm, muốn nghe lại hoặc là muốn gửi cái thông tin tới những cái người khác quan tâm mà không có khả năng để theo dõi cái buổi ngày hôm nay đấy, thì các bạn cứ thoải mái để chia sẻ. Còn hôm nay thì buổi trò chuyện của hôm nay chúng ta đã theo đồng hồ của tôi hiện nay đã bật được lên hình đến 2 tiếng đồng hồ rồi, cho nên là có lẽ chúng ta sẽ dừng cái buổi nói chuyện của chúng ta ngày hôm nay ở đây, và sẽ hy vọng là một cái buổi nói chuyện này đã gợi mở và đã truyền cảm hứng cho rất là nhiều các bạn để có thể tiếp tục tìm tòi và nghiên cứu thêm các cái vấn đề về khoa học xã hội nhân văn ở miền Trung Việt Nam. Rất là cảm ơn anh Sơn, tiến sĩ Trần Đức Anh Sơn đã nhận lời tham dự và có những cái trao đổi rất là chi tiết, rất là bổ ích và rất là cụ thể, và cũng có những cái chia sẻ rất là thẳng thắn về cái hiện tình nghiên cứu của miền Trung ở trong quá khứ và trong hiện tại. Rất là hy vọng là sẽ có dịp để được nghe anh Sơn chia sẻ nhiều hơn nữa về những cái nghiên cứu cụ thể của anh, vì như các bạn thấy là anh Sơn có một cái mối quan tâm và những cái trăn trở suy nghĩ rất là nhiều về rất nhiều các vấn đề nghiên cứu ở miền Trung. Cảm ơn anh rất là nhiều, và sẽ Trung tâm Nghiên cứu Việt Mỹ của Đại học Oregon sẽ tiếp tục có những cái chương trình trò chuyện khác, và rất là mong là sẽ có được sự tham gia của nhiều các bạn ở đây, và chúng ta sẽ kết thúc cái buổi trò chuyện ngày hôm nay ở đây. Hy vọng là sẽ gặp lại các bạn ở trong những cái buổi trò chuyện lần sau của Trung tâm Nghiên cứu Việt Mỹ. Vâng, xin cảm ơn chị Diệu Hương, xin cảm ơn anh Khôi đã mời tôi tham gia trò chuyện hôm nay. Tôi cũng cảm ơn cả sự tham dự của tất cả các bạn bè
và quan tâm đến những vấn đề mà chúng tôi trao đổi. Tôi cũng nói luôn là những cái ý kiến của cá nhân, đây là ý kiến, trên này là ý kiến của cá nhân tôi, chứ không phải là liên quan tới một cái tổ chức hay một cái gì cả. Cho nên quý vị có thể đồng ý và quý vị có thể không đồng ý, thì những ai muốn trao đổi thêm sâu với tôi thì nên gửi tin nhắn qua email là dễ dàng nhất, vì câu hỏi nó rõ ràng và thời gian nó lưu lâu hơn thì tôi có thể trao đổi thêm trong tương lai. Xin cảm ơn và chúc quý vị vui vẻ.